chương 81 tấn công huyết yêu. Đi tới đệ nhị tầng, Giang tả thấy là lá trống chảy vườn hoa, nơi này trồng đủ loại cây cối. Nhưng mà những hoa cỏ này cây cối mặc dù nở rộ đến, nhưng là lại chút nào sinh cơ cũng không. Có, giống như là trồng giả hoa trương giả bộ cây một dạng khô khan, yên tĩnh. Không khí trầm lặng, Giang tả cũng không có đi qua để ý nhiều những hoa cỏ này cây cối. Hắn đưa ánh mắt dừng lại ở trên đất một ít phù văn thượng cùng với trên tường một ít hội họa thượng huyết yêu phù văn cùng với thống ngự trận văn giang tả có chút kinh ngạc sau đó hơi bội phục nói cái này huyết yêu rất thông minh a à. với khác huyết yêu bất đồng khó trách nói sẽ hủy thánh địa chẳng qua là như thế nào đi nữa lợi dụng nơi này bọn họ cũng không khả năng đem lớn như vậy sát khí dọn ra ngoài đột nhiên giang tả sững sốt còn dùng dọn ra ngoài làm gì thánh địa đều phải sát tiến đến còn rời cái gì rời giang tả nâng chán sau đó cười ha 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 lại không cẩn thận liền bị huyết yêu lợi dụng mặc dù chỉ là ngẫu nhiên nhưng là bọn hắn khẳng định rất vui vẻ chứ tiếp lấy giang tả trên mặt thì trở nên lạnh giá nhưng là ta rất không vui là giang tả bị lợi dụng bởi vì là thánh địa là hắn đưa tới hắn là không thích thánh địa nhưng đáng ghét hơn ngoài ý muốn giúp huyết yêu một cái Nghĩ như vậy lời nói, vốn là liên quan công việc này. Hẳn là lần trước ở phòng cà phê thấy nằm vùng huyết yêu lạc tương đương, thỉnh. Quân nhập ống A, à, huyết yêu ra người thông minh, là ai đây, bây? Giờ Giang tả thật sự muốn trước giết chết đối phương lại nói, nhưng là tỉnh táo, tỉnh táo hơn. Huyết yêu ra người thông minh là ai, Giang tả còn không biết. Nhưng là bị hắn thấy phù văn với trận văn. Vậy chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo, huyết yêu có nhiều vui vẻ. Giang tả là có thể để cho hắn có bao thương tâm. Huyết yêu phù văn tương tự với tâm trận đồ vật đuổi xa một chút nhìn. Nó cũng có thể là trận pháp la bàn mà loại phù văn có thể tạo thành một cái chưa thành phẩm đại. Trận có thể vô hạn phóng đại cái loại này. Mà thống ngự trận văn là vì những phù văn này thành lập quan hệ mạng lưới liên lạc. Cuối cùng biến thành hoàn chỉnh một cái đại trận, loại trận pháp này mặc dù không là hiệu suất cao nhất nhưng là lại là lớn nhất bị kiêm dung tính lại khó khăn nhất bị phản khống chế trận pháp ở trần gia coi như cái đó phong thủy cục rất lợi hại nhưng là nó hạch tâm là một cái phong thủy la bàn cho nên được la bàn liền có thể khống chế trận pháp mà phù văn trận pháp coi như là vô số la bàn tạo thành nghĩ tưởng nhanh chóng phản khống chế rất khó nhưng là loại trận pháp này phòng ngự yếu nhất muốn vì nó thêm phòng ngự còn không bằng dùng đơn độc la bàn hoặc là tâm trận trận pháp tính giới bỉ hoàn toàn không cân bằng sau khi giang tả cũng không nghĩ nhiều đi tới huyết yêu phù văn bên người giang tả liền trực tiếp vì nó đặt thêm một ít gì đó còn bảo đảm sẽ không bị phát hiện sau đó giang tả kinh ngạc phát hiện nơi này lại cũng là thuần túy thiên nhiên trận thể cái này thì dễ dàng hơn cái gọi là thuần túy thiên nhiên trận thể là có thể kiêm dung hết thầy trận pháp phù văn, cũng tỉ như chiến trường thời viễn cổ. Nơi đó cũng là thiên nhiên trận thể, nhưng là cũng không thuần túy. Bọn họ chỉ kiêm dung chiến trường đặc biệt trận pháp. Không lâu, ở đồi xong chung quanh phù văn với trận văn sau. Giang tả bắt đầu ở địa phương bí mật đặt thêm hắn đồ vật. Bảo đảm hắn đi tới nơi này liền tuyệt đối là an toàn lại vô địch. Cũng làm xong sau, Giang tả bắt đầu ở nơi này tìm đệ tam tầng cửa vào mà trên đường chỉ cần gặp phải huyết yêu phù văn, giang tả hết thầy xuất thủ sửa đổi. Vườn hoa thật rất lớn, cũng thật rất không khỏe. Cái này rất giống là chết lặng mất đi tình cảm người, rong ruổi ở ngã tư đường. Mà ngươi là thanh tỉnh lại hoàn toàn xa lạ nhìn của bọn hắn, theo thời gian trôi qua. Ngươi sẽ phát hiện ngươi đang ở hướng bọn họ đồng hóa. Trong nháy mắt giang tả liền thức tỉnh, xem ra hai tầng giống vậy không đơn giản lại sẽ đồng hóa người, bất quá giang tả ngược lại không suy nghĩ huyết yêu là thế nào đi lên. Mặc dù huyết yêu không phải là nhân tộc nhưng là ai có thể bảo đảm cửa vào chỉ có một nơi đây. Nhưng không quản đến là một tầng hay lại là hai tầng. Đối với giang tả cũng không tổn thương gì, đồng hóa hắn. Vô số năm trong năm tháng, hắn ngay cả ngủ say đều không đi ngủ say qua. Chỗ này làm sao có thể đồng hóa hắn, nha, đúng giang tả nhớ hắn thật giống như thử ngủ say qua hai lần chẳng qua là mỗi một lần cũng còn chưa ngủ hai năm cửu tịch liền giết đi lên đào mộ phần kia chán ghét đến bạo nổ ra hỏa thật là đáng chết ở bên ngoài tĩnh nguyệt chỗ ở sư phụ sư muội đang bế quan lần này thật không để cho sư muội đi không tĩnh nguyệt tới đến đại sảnh hỏi sư phụ nàng sư phụ nàng chính là giang tả thấy tiểu di càng là thánh địa trước thánh nữ nguyệt tịch tiên tử lúc trước kêu nguyệt tịch thánh nữ bây giờ nàng là tô kỳ tiểu di bộ dáng cũng không phải là ở thánh địa lúc bộ dáng mặc dù trẻ tuổi xinh đẹp nhưng cũng không có linh hoạt kỳ ảo khí tức mà tĩnh nguyệt với cửu tịch đạo hiệu thật ra thì chính là từ nàng nơi này phân ra tới theo tháng tịch trước nói xem các ngươi đáng thương liền phân các ngươi một chữ đạo hiệu đi mà tô kỳ danh tự này là tô kỳ vốn tên là tĩnh nguyệt cũng có vốn tên là chẳng qua là không thường dùng cho nên thống nhất dùng đạo hiệu Tô Kỳ dùng vốn tên là hoàn toàn là bởi vì đi học nguyên nhân. Cùng với nói yêu thương lập gia đình nguyên nhân. Không cần không được nguyệt tịch uống miếng nước đạo đi làm à. Đi vậy thay đổi không cái gì. Tĩnh Nguyệt muốn nói lại thôi, nhưng là sư phụ. Người có hay không nửa đường cũng đem ta cầm trở về, Nguyệt. Tịch sửng sốt một chút, ý kiến hay nha. Sau đó tĩnh Nguyệt nghiêm túc nói, sư phụ, một thứ gì đó, ta cũng sẽ có dự cảm thần là thánh nữ, dễ dàng nhất cảm giác được đại hạn, ta so với ngươi cảm giác rõ ràng, dự. Cảm đại hạn, không cho phép. Rất chính xác, ta biết. Nhưng là ngươi không xác định, không xác định là để cho ta đi. Còn chưa để cho ta đi mới có thể đưa tới đại hạn, bằng không ngươi sớm động thủ. Nguyệt tịch nhìn tĩnh Nguyệt ánh mắt cười nói, nhé nhé. Chúng ta Nguyệt Nhi đi ra cửu biến thông minh. Không giống tiểu cửu, có nam nhân liền đủ loại thanh tú chỉ số thông minh hạ hạn tĩnh. Nguyệt Nghiêm mặt nói, "Sư phụ ta nói chính sự đây, biết." "Cho ngươi đi, nhưng là một khi gặp nguy hiểm lập tức rút lui, biết." Thật ra thì nếu như có thể không đi lời nói, Nguyệt Tịch cũng không có ý định đi. Nhưng là nếu quả thật giống như tin tức nói như vậy, kia nửa tháng đi qua. Thánh địa liền nguy hiểm, nàng chỉ có thể hy vọng. Huyết Yêu lá bài tẩy cũng không có cường đại đến quá khoa trương bước. Cảm giác nhất hào, được, như vậy thì rất ra dáng trước trần ức nắm một cái túi gấm đạo như vậy bây giờ ai đưa qua tiêu tiểu mặc đạo bọn họ ngày mốt lên đường ta ngày mai đưa tới cho quá sớm ta sợ bọn họ lòng hiếu kỳ quá nặng trực tiếp cho lái làm sao bây giờ trần ức đem túi gấm giao cho tiêu tiểu mặc vậy ngươi ngày mai cẩn thận chúng ta hậu thiên vào vị trí nhìn xem có thể hay không nhận được bên trong truyền tin có thể lời còn có thể vớt ít tiền nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là thánh địa muốn ở hậu thiên tấn công huyết yêu thời điểm ở dạng sáng ngày thứ hai thánh địa trực tiếp kéo ra khai chiến mở màn ầm công trường dốc núi nhỏ ở một tiếng nổ sau tràn vào đại lượng thánh địa đệ tử mà lúc này đây toàn bộ nhận được người ủy thác mới nhận được tin tức thánh địa tấn công huyết yêu bản doanh giờ khác này tất cả mọi người đều là một trận mộng ép bọn họ không nghĩ tới thánh địa lại trước thời hạn đến gần hai ngày thời gian. Đây không phải là không cho mình người thời gian chuẩn bị sao? Nhưng là không có cách nào thánh địa đã tấn công. Những người này lại không thể lại kéo dài tới tiếp theo thiên. Đến lúc đó rau cúc vàng cũng lạnh. mươi 82, người phá thiên thương đây. Trong cung điện một nam một nữ ngồi ở một trên tường giáo phía dưới đã tụ tập đại lượng huyết yêu hơn nữa mỗi cái thực lực đều tại tam giai trở lên ngũ trưởng lão lục trưởng lão thánh địa sát tiến tới có huyết yêu hướng về phía một nam một nữ kia báo cáo nam kia cười nói sát tiến tới không phải là rất bình thường ở tin tức tiết lộ ngày đó bắt đầu lúc nào đi vào cũng bình thường ta đều chờ rất lâu phân phó huyết yêu đại trận sửa đổi quyền hạn tam giai trở lên toàn bộ bỏ qua cho đê dài hết thảy mệt ở bên ngoài để cho chính bọn hắn chơi đùa. Ừ, chờ một chút, người nữ kia phân phó nói, ta nhớ được thánh địa thánh nữ cũng tới. Để cho bách phu trưởng đem người mang vào, ta đã cho tha phương án kiện. Ta phải thật tốt giáo dục xuống cái đó thánh nữ, dài đẹp đẽ không nổi sao. Ừ, chờ người sau khi đi, ngũ trưởng lão liền đứng lên nhìn cung điện đạo. Thật là không có nghĩ đến, nơi này còn sẽ có tốt như vậy địa phương càng không có nghĩ tới là thánh địa lại thật trở lại. Ta đều làm xong thất bại chuẩn bị, nha, đúng chân chính để cho ta ngoài ý muốn là. Chúng ta nơi này thật xuất hiện phản đồ. Thật là trời cũng giúp ta, thật muốn ngay mặt cảm ơn cái đó giúp chúng ta tin tức truyền ra. Người, lục trưởng lão cười nói, người dự định thế nào tạ hắn? Đương nhiên là muốn mời hắn đi chết, dù sao giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn chứ sao? Ha ha ha, mà lúc này Giang Tả vẫn còn đang đệ nhị tầng đi đi lại lại, hắn đi rất lâu. Cũng đổi rất nhiều thứ, càng tương ứng lưu lại vô số hậu thủ. Nếu không phải tự thân linh khí không đủ tiêu hao, hắn có thể lưu lại càng nhiều, nhưng dù cho như thế, hai tầng hắn đi qua địa phương. Cũng cơ hồ là hắn bản âm nổ lớn âm thanh truyền tới Giang Tả bên tay, Giang Tả kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, thánh địa đánh vào tới sau đó giang tả lại thư thái, đánh vào tới cũng bình thường, dù sao đúng hạn đánh. Đây chẳng phải là làm cho người ta thời gian chuẩn bị mà. Chẳng qua nếu như muộn hai ngày tốt hơn, đáng tiếc thánh địa chờ không? Bởi vì 15 ngày thời hạn ép của bọn hắn, bọn họ thật không dám kéo dài thời gian, chẳng qua là giang tả cũng là bây giờ mới biết. Thánh địa bị lừa, hoặc có lẽ là tất cả mọi người đều bị lừa. Chính là phổ thông huyết yêu cũng bị lừa gạt cái gì nửa tháng cái gì tấn công thánh địa đều là giả nơi này bố trí ngay từ đầu liền hoàn thành mà công kích không có ai đi vào nơi này vĩnh viễn cũng không thể đi công kích nhiều lắm là để trong này chân chính biến thành huyết yêu chỗ ở nghĩ như vậy đến thánh địa tới đánh cũng không tính là sai không có suy nghĩ nhiều giang tả tiếp tục đi về phía trước sau một hồi Giang tả liền thấy ba tầng cửa vào, lần này giao lộ có chút đặc thù, lại là cấm chế thang lầu. Nhìn như với một tầng thượng hai tầng như thế, trên thực tế hoàn toàn bất đồng, xem. Gia huyết yêu là không có trải qua ba tầng, cấm chế này không có bị bước qua vết tích. Hoặc là bọn họ đi khác giao lộ. Lắc đầu một cái, giang tả liền chính thường đi lên ba tầng, cấm chế với hắn mà nói. Hoàn toàn có thể coi là hư thiết, làm giang tả đi tới ba tầng thời điểm đột nhiên trở nên hoàng hốt tinh thần hắn lại một sát na xuất hiện không yên nếu không phải hắn có tuyệt đối kiên nghị tín niệm vừa mới trong nháy mắt hắn thì có thể bị lạc tự mình nơi này so với hắn dự đoán muốn nguy hiểm nhiều mặc dù không là công đánh nhưng là so với công kích còn làm người ta kinh ngạc hắn đột nhiên phát hiện tầng toàn bộ đều là công tâm hoặc có lẽ là công thần mà khi giang tả lấy lại tinh thần thời điểm hắn lại một lần nữa sững sốt trước người hắn có thiên quân vạn mã mỗi người trên người cũng phát ra khí tức cường đại mỗi người khí tức trên đều có vô biên sát khí chân chính coi là trong thiên quân vạn mã một mình giết ra người vừa tới hơn nữa còn là mỗi người đều như vậy giang tả tin tưởng một đội này người có thể nghiền ép bây giờ toàn bộ môn phái nhưng mặt những người này tất cả đều là tượng đá giang tả cau mày những thứ này rốt cuộc là ai Ta tại sao chưa từng nghe nói qua? Cũng chưa từng ở đâu cái ghi lại bên trong gặp qua, những người này nếu như còn sống. Thật có thể thử tới xe lật lúc trước hắn, mặc dù không hy vọng gì. Nhưng là làm ra điểm sóng gió vẫn là có thể, sau đó giang tả nhìn về những binh lính này thật sự. Nhìn chăm chú vị trí, đó là một tấm vương vị, nhưng mà vị trí không có thứ gì. phảng phất tất cả mọi người đều đang mong trong đợi ngôi vua này chủ nhân trở về, một phán chính là vô số năm. Ở huyết yêu đại trận bên ngoài, tam giai xuống tất cả mọi người đều bị vây ở bên ngoài. Bất kể là huyết yêu hay là thánh địa người, hay lại là tiếp tục người ủy thác, cũng chỉ có thể ở nơi này hoạt động. Mà tiếp tục người ủy thác, ở chỗ này hoạt động cũng đủ, lại vào bỏ tới nguy hiểm. Dù sao cách một cái huyết yêu đại trận đi vào khó khăn đi ra càng khó hơn mà tĩnh nguyệt không nghĩ như thế nàng là thánh nữ nàng lại chỉ có thể trêu chọc ở lại bên ngoài tĩnh nguyệt bây giờ là thánh nữ bộ dáng nàng trên người có linh hoạt kỳ ảo khí tức để cho người có một loại cảm giác thánh khiết ở thánh nữ kiểu xuống nhị giai nàng không nhất định sẽ thua cho hạ du tam giai cho nên hắn mới muốn đi vào hơn nữa thân là thánh nữ nàng có đặc thù phụ trợ năng lực nàng không thể nào đi vào cản trở nhưng là trọng điểm là nàng bây giờ không vào được thánh nữ người không thể đi vào quá nguy hiểm sư thúc nói ngài không thể làm bậy ở tĩnh nguyệt bên người một cái bạch bạch tịnh tịnh nam tử lo lắng nói hắn biết vị này thánh nữ ý tưởng nhưng là hắn rất sợ vị này thánh nữ loại nghĩ gì này tĩnh nguyệt đạo người sẽ không có việc gì ở chỗ này đao quang kiếm ảnh đặc hiệu không cần tiền bay tĩnh nguyệt an tâm không xuống nhất là loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt nàng yêu cầu trong thời gian ngắn vì chính mình sáng tạo ra giá trị vừa lúc đó một đàn ông đỡ lấy huyết yêu công kích tới đến tĩnh nguyệt bên này chẳng qua là vừa qua tới trực tiếp bị vị kia bạch bạch tịnh tịnh nam ngăn trở lúc này tới người kia lập tức nói đạo hữu tiên tử đừng động thủ người một nhà ta là tới đưa biện pháp vừa mới ta được đến trận pháp tin tức có nhất định khả năng có thể đi vào bất quá chẳng qua là nhất định khả năng bởi vì ta không biết là thật hay giả tĩnh nguyệt lạnh lùng nhìn hắn sau đó hỏi bao nhiêu tiền năm viên ngũ phẩm linh thạch tĩnh nguyệt nhướng mày một cái vật này đắt bạo nổ bên người nàng nam cũng nói không biết thiệt giả ngươi cũng dám bán mắc như vậy tại hạ trăm dài luôn luôn lấy danh dự nói chuyện nếu là xác định là thật như vậy thì không phải là năm viên ngũ phẩm linh thạch mà là năm viên lục phẩm linh thạch không biết thánh nữ có muốn không chăm. dài người này nàng quả thật nghe nói qua đúng là có chút thanh danh gian thương nổi danh được ta mua mà ở tĩnh nguyệt các nàng giao dịch thời điểm xa xa lục nguyệt tuyết với liệu y y thấy liệu y y lập tức nói đây chẳng phải là thánh nữ sao ngươi xem bên người nàng người kia hắn gò má có giống hay không phá hiểu đạo hữu phát cái đó gian tế Lục Nguyệt Tiết gật đầu một cái, quả thật rất giống, liệu y y đạo, đi. Được nhanh lên một chút đi, hắn nhất định là có âm mưu, vừa. Nói Lục Nguyệt Tiết với liệu y y liền nhanh chóng chạy tới, nhưng mà không ngừng có huyết yêu. Ngăn chờ các nàng, liệu y y mắng, lúc này hết lần này tới lần khác xích huyết đồng tử với ma tu mặc ngôn không có. Ở đây, nếu không kia yêu cầu phiền toái như vậy. Ma tu mặc ngôn ác mộng sở trường truyền lời siêu lợi hại, xích huyết đồng từ có xích kiếm. Chém người siêu cấp lợi hại, bản thân hắn phát ra lại cường. Đúng ngươi phá thiên thương đây. Lấy ra A, à. chương 83, cung điện dị biến. Phá thiên thương, nói đến phá thiên thương lục nguyệt tuyết mới nhớ. Nàng còn có một thần khí, nhưng là cái này thần khí bị đặt ở sư môn. Nói cái gì truyền thừa vẫn chưa hoàn toàn chép đi ra tạm thời không thể từ ngoài mang, cho nên lục nguyệt tuyết chỉ có thể lắc đầu. Liệu y y bất đắc dĩ nói, thật là kia hải biên đao khách đạo hữu đây, đi vào. Lục nguyệt tuyết hiếm thấy mở miệng nói chuyện, đúng vậy, hải biên đao khách tam giai thực lực. Đã sớm đi vào, như vậy còn có ai lợi hại hơn? Liệu y y suy nghĩ một chút, trong bầy lợi hại hơn nữa có đến? Dường như chỉ còn lại hai người các nàng nhưng mà các nàng không có biện pháp nào mà lúc này đây tĩnh nguyệt đã nắm đồ vật. Một thân một mình đi huyết yêu đại trận. Người khác không vào được, đi vào cũng là cản trở. Cho nên hắn một thân một mình đi vào liền có thể tài liệu biểu hiện. Cũng chỉ có thể để cho một người thử, bất kể người khác khuyên như thế nào, nàng đều không nghe. Thánh nữ, người quá tự do phóng khoáng. Cái đó bạch bạch tịnh tịnh nam tử giận dữ hết, sư thúc nói. Không thể để cho ngươi mạo hiểm, nghe, được câu này tĩnh nguyệt dừng lại sau đó hồi mâu cười một tiếng cứ mặc cho tính lần này chỉ một lần sau đó tĩnh nguyệt biến mất ở trong mắt bọn hắn nàng muốn tự do phóng khoáng nơi này không người ngăn được muốn trách liền trách bọn họ cũng quá yếu bạch mạc hoa một đời mới thánh địa trong hàng đệ tử một vị duy nhất phái nam hắn có thể trở thành thánh địa đệ tử hoàn toàn là bởi vì trùng hợp nghe nói là thánh địa một vị tiền bối đi ra ngoài thấy một vị khả ái đến đột phá chân trời tiểu cô nương. Nhất định phải kéo nàng để cho nàng bái sư. Cuối cùng đang cùng đối với người phương gia câu thông xuống, mang đi đứa trẻ này, nhưng mà. Khi nàng đem cô bé này mang về thánh địa sau một thời gian ngắn, mới kinh ngạc phát hiện. Đây là một nam hài, nam hài, mà hắn tự nhiên làm theo là được thánh địa đệ tử. Thánh địa đệ tử phần lớn đều là nữ tính, phái nam cũng không phải là không thể. Chẳng qua là cảm giác không khỏe cho nên ít có A, à, mà chàng trai này làm nhưng ngay tại lúc này. Bạch mộ hoa, hắn nhìn tĩnh nguyệt biến mất phương hướng, hận không được cũng theo sau. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hắn cần tĩnh táo hơn. Xung động chỉ sẽ hỏng việc, sáng sớm mở tĩnh nguyệt trong biệt thự, vốn là hắn đang bế quan tô ký. Đột nhiên tỉnh lại, sau đó nàng mặt đầy bất đắc dĩ nhìn một bên tai ách tiền tệ. Tiền tệ này còn có thể khi đồng hồ báo thức dùng nhưng là đây cũng quá sớm chứ Tô. Kỳ nhìn thời gian một chút, phát hiện mới hơn 5 giờ, sau đó nàng liền định đi tìm sư phụ nàng. Tỷ tán gẫu một chút, nhưng là nàng tìm khắp toàn bộ biệt thự, lại phát hiện một bóng người cũng không có. Một loại không ổn ý nghĩ trong lòng hắn dâng lên, nàng lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Tiểu Mặc. Mà Tiêu Tiểu Mặc cũng mới vừa tỉnh ngủ, nhưng là rất nhanh nàng liền hiểu được tình huống thánh địa tối hôm qua dạng sáng tấn công huyết yêu đại bản doanh làm sao biết tiêu tiểu mặt kinh ngạc tô kỳ trong đầu càng là một trận nổ ầm sư phụ nàng sư tỷ lừa gạt đến nàng đánh huyết yêu đi hơn nữa còn là cố ý cố ý không để cho nàng tham gia tô kỳ không hề nghĩ ngợi trực tiếp hướng huyết yêu phương hướng đi cửu tịch ở huyết yêu cửa vào chờ ta ta có đồ phải cho ngươi rất đồ trọng yếu cúp điện thoại sau tiêu tiểu mặc liền gọi điện thoại đánh thức trần ức với lưu vũ hai người các ngươi phế vật tối hôm qua phát sinh lớn như vậy chuyện các ngươi không biết nên ngủ sớm thời điểm thức đêm nên thức đêm thời điểm ngủ so với chư cũng sớm trần ức bất đắc dĩ xếp chớ mắng làm chính sự chúng ta cái này thì đi cảm giác bộ ngươi mang theo đồ vật đi theo cửu tịch tiên tử hội họp không tìm được chúng ta hỗ trợ cho ngươi cảm giác tiêu tiểu mặc lần này cần là làm hư hại ta làm chết các ngươi mà lúc này giang tả vẫn đứng ở thiên quân vạn mã trước hắn đứng nửa buổi tối sở dĩ đứng dài như vậy là bởi vì hắn cần muốn thấy rõ nơi này đại thế đi về phía không sai trong cung điện tồn tại đại thế thật sự có tài năng trấn áp thậm chí thay thế nơi này ban đầu đại thế mà hắn không có đoán sai lời nói đại thế căn bản chính là chỗ này thiên quân vạn mã chỉ cần nhìn thấu thiên quân vạn mã đại thế rung động giang tả là có thể không cần nhìn toàn diện bắt trước ra đại thế cụ thể mà hắn hoa cơ hồ một buổi tối thời gian rốt cuộc thấy thấy đại thế rung động truyền phát hình ra ngoài hoàn chỉnh quy luật hắn đã hoàn toàn minh bạch nơi này đại thế tình huống muốn đi ra ngoài cũng đã là theo tay vung lên chuyện nhưng là tại hắn xem hiểu nơi này sau một lần nữa nhìn về phía phía trước nhất vương vị thời điểm hắn có một tí tia tiếc nuối tiếc nuối không thuộc về giang tả mà là thuộc về cái này đại thế tập thể nơi này đại thế cũng không hoàn chỉnh hoặc có lẽ là cũng không hoàn mỹ bởi vì là đầy đủ mọi thứ đều mang một tia tiếc nuối bọn họ nghĩ tưởng bổ túc nó nhưng lại vĩnh viễn không làm được đó là một loại làm cho không người nào có thể quên được tiếc nuối nó tương tự một loại mất đi gởi gắm tín niệm, giang tả thở dài. Sau đó chậm rãi đi về phía vương vị, đi vào thiên quân vạn mã, sẽ cùng với tự tiện xông vào đặc thù thiên địa đại thế. Hơi không cẩn thận sẽ gặp bị nghiền thành toái phiến, nhưng mà giang tả đã nắm giữ đại thế quy. Luật ở chỗ này hắn có thể tự do ra vào. Có thể sự thật tình huống với hắn dự đoán không giống nhau, đại thế không ngăn được hắn có thể thiên quân vạn mã nhưng ở căm thù hắn. Tại hắn đi vào bọn họ đội ngũ phạm vi thời điểm. Giang tả cảm giác tất cả mọi người tượng đá cũng sống một dạng bọn họ toàn bộ nhìn mình. Xúc thế đãi phát, giết địch như ma, vương uy nghiêm không thể xâm phạm. Giang tả mắt lạnh nhìn những thứ này tượng đá. Cuối cùng từ trong không gian xuất ra tần vũ vương linh vị, ở linh bài xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ tượng đá đều tựa như bị thi triển định thân thuật một dạng bọn họ sững sốt thậm chí là kinh ngạc đến ngây người. Chốc lát thất thần sau, toàn bộ tượng đá. Lại phẳng phất tự giác trở về chỗ cũ, bọn họ túc nhiên nhi lập nhìn thẳng phía trước. Giống như tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Chờ đợi xuất trinh tướng sĩ, mỗi một người cũng không giống nhau, bọn họ dường như muốn sống lại. Tượng đá hay lại là tượng đá, nhưng là lại có quân kỷ, có quân uy. Thậm chí có quân hồn, mà ở bên ngoài tất cả mọi người đều theo bản năng dừng lại giao chiến, bởi vì vừa mới. Toàn bộ cung điện cũng xuất hiện chấn động. Mà ở cung điện chấn động trong nháy mắt, toàn bộ lính tuần tra đều riêng loại vào vị trí. Bắt đầu từ bây giờ, tự tiện vào cung điện người. Sát vô xá, thậm chí nguyên bản là bị áp chế phía ngoài nhất tần tra đội. Cũng bộc phát ra khiến người ta cảm thấy khí tức đáng sợ. Loại biến hóa này vượt qua thánh địa dự đoán, càng vượt qua huyết yêu dự đoán nhất là ngũ trưởng lão, hắn nguyên bổn chính là dựa vào thống ngự trận văn gia trì chính mình. Để cho mình có thể đuổi theo đảm nhiệm thánh nữ đánh một trận. Mà bây giờ lại không giải thích được giảm bớt một nửa gia trì. Ngũ trưởng lão thở hồn hển la lên, lão lục ngươi một cái ngu xuẩn đồ chơi. Lão trước không giết chết, ngươi chạy đi đùa bỡn tiểu. Ngươi chỉ trướng không thật là chứ, lại không tới giúp ta, chờ ta chết. Ngươi sẽ chờ bị chính mình ngu xuẩn chết đi lục trưởng lão sách đã trọng thương tĩnh nguyệt, bất mãn kêu to, a a a. Lại mấy cái nữa ngươi sẽ chết, ta còn định đem ngươi bì cắt đi cho ta sử dụng đây. Thật là, ngoan ngoãn, ngươi chờ một chút cáp, chờ ta đi hỗ trợ đem sư phụ ngươi giết chết. Trở lại lấy đi ngươi mặt, đến lúc đó ngươi dáng vẻ nhất định có thể lưu truyền xuống. Không cần cảm tạ ta. Chương 84, chưa bao giờ hối cải. Tĩnh Nguyệt suy yếu nửa nằm trên đất, nàng đi vào trong nháy mắt cũng biết chính mình bị mắc lừa nhưng là cái này cũng không trọng yếu dù sao phải là nàng giúp sư phụ nàng dẫn đi một vị cường địch để cho sư phụ nàng còn không đến mức xa suốt mặc dù nàng có thể sẽ chết nhưng là nàng vốn là chưa từng nghĩ còn sống trốn là không trốn thoát ai cũng không biết sau khi ta chết sư muội sẽ biến thành cái dạng gì hẳn rất thương tâm chứ đáng tiếc chồng nàng không đủ không chịu thua kém nếu là hắn có thể trực tiếp đi lên thánh địa nói đây là ta lão bà ai đồng ý để cho nàng làm thánh nữ đứng ra như vậy thì có ý tứ nhiều ha ha ngạch thật là sắp chết cũng không khiến người ta yên ổn lúc sau đã có huyết yêu vây lại tĩnh nguyệt lại không thể không đứng lên đối kháng xuống không đánh lại cũng đắc ý nghĩ một chút chứ sao thánh nữ uy nghiêm thế nào tha cho nàng thúc thủ chịu trói đây sẽ xuống bột mà nguyệt tịch bên kia ở cung điện giữa không trung không ngừng va chạm. Vốn là một mực ở hạ phong nguyệt tịch. Ở đối phương mất đi gia trì trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế, nếu như không phải là cái đó nữa. Huyết yêu tới, trong thời gian ngắn nàng là có thể giết chết người nam kia huyết yêu. Đáng tiếc, hai người kia lại cùng với nàng lực lượng tương đương, hai người kia nhiều lắm là. Liền ngũ dai, dưới tình huống bình thường nàng một cái tay cũng có thể bóp chết, nhưng là chỗ. Này dường như không đúng, nàng biết rõ mình đại khái là chúng kế. Nhưng là thế nào nói nàng cũng muốn liều mạng chết hai người kia. Bởi vì hai người kia cho nàng cảm giác, với khắc huyết yêu không giống nhau, nói như thế nào đây, hai người kia quỷ nhiều đầu óc. So với bình thường huyết yêu khó đối phó, cho nên liền là đồng quy vu tận. Cũng phải giết chết bọn họ. Nhưng là trong cung điện biến hóa lại làm cho nàng bất an cũng không ai biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ở trong thời gian ngắn rung rung sau. Cung điện khôi phục bình thường, mà bên ngoài người, lại một lần nữa đánh, mà cùng lúc đó. Tô Kỳ với tiêu tiểu mặc chạy tới công trường. Tiểu mặc người phải cho ta cái gì? Tô Kỳ hỏi, nàng bây giờ rất gấp hô. Tiêu tiểu mặc thở gấp hai cái, xuất ra túi gấm đạo, cái này mang theo tô. Kỳ kinh ngạc, đây là cái gì, vừa đi vừa nói, người muốn đi vào ừ, vào xem một chút, không việc gì, ta có cảm giác đoàn đội, lại có các ngươi cho pháp bảo. Tự vệ vấn đề không lớn, bây giờ không có thời gian chơi liều, sao? Đó tiêu tiểu mặc với tô kỳ hướng bên trong đi. Người nói cái gì? Nơi này có huyết yêu đại trận phá giải phương thức. Sau khi tiến vào tô kỳ kinh hãi, ừ. Một vị đạo hữu cho, vốn là nghĩ tưởng hôm nay cho ngươi. Ai biết các ngươi tối hôm qua liền đánh vào? Tiêu tiểu mặc nói nàng không có nói là giữ lại không mở ra thời điểm dùng. Nói chuyện cũng phải nhìn trường hợp chứ sao, ta có thể nhìn một chút sao. Lúc sau đã có huyết yêu xông lại, Tô Kỳ không có thời gian nhìn. Chỉ có thể động thủ giải quyết huyết yêu. Lúc này Trần ức bên kia đạo, xếp, chúng ta nhận biết lục nguyệt tiết tiên từ các nàng. Đi cùng với các nàng hiệp đi, Tô Kỳ với tiêu tiểu mặc mắt đối mắt một chút. Sau đó liền hướng lục nguyệt tiết các nàng phương hướng đi không có dùng quá lâu thời gian. Rất nhanh các nàng liền nhìn nhau thấy, sau đó ở song phương dưới sự cố gắng. Rốt cuộc hội họp, một hội họp liệu y y liền nói, không được thánh nữ đi vào. Hơn nữa còn là bị huyết yêu nằm vùng lừa gạt đi vào, huyết yêu nằm vùng. Tô Kỳ không có tra cứu, bây giờ nàng cũng muốn đi vào, tiêu tiểu mặc lập tức nói. Có đại lão cho phá giải đồ sách, có lẽ chúng ta có thể phá ra trận pháp sát tiến đi, đại lão. Liễu y y với lục nguyệt tiết mắt đối mắt mát. Các nàng đại khái là đoán ra cái đó đại lão là ai, rất nhanh các nàng sẽ đến huyết yêu trước đại. Trận, lúc này bạch mộ hoa cũng tới, sư tỷ thánh nữ nàng. Tô kỳ đạo, ta biết, ta đây liền thử một chút, có thể không thể mở ra trận pháp, sau Đó tô kỳ xuất ra túi gấm đồ sách. Chẳng qua là nhìn hai mắt nàng liền có chút kinh ngạc, tiêu tiểu mặc hỏi, thế nào? Xem không hiểu. Tô Kỳ lắc đầu, không phải là cảm giác biết đồ phương thức rất quen thuộc. Hơn nữa, rất tốt biết. Giống như, ban đầu hắn theo ta giảng giải đề như thế, một. Câu cuối cùng Tô Kỳ cơ hồ là nói cho mình nghe. Những người khác là mặt đầy mộng ép, sau đó các nàng cũng mắt nhìn, nơi nào quen thuộc. Nơi nào tốt biết, hắn biết rất cặn kẽ, là kẻ ngốc cũng có thể biết, lục. Nguyệt tuyết các nàng lẫn nhau ánh mắt, phảng phất đang nói, đứa ngốc cũng có thể biết các ngươi hiểu không biết hiểu sơ các nàng bừng tỉnh đại ngộ sau đó liệu y y đạo quả nhiên là rất đơn giản tiên tử động thủ phá đại trận đi lục nguyệt tuyết không ngừng điểm sau thiếu chút nữa kích động điện thoại di động lấy ra đánh chữ tô ký bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà là xuất ra trên người nàng băng châm sau đó y theo đồ giải từng bước từng bước bắt đầu phá giải sau một hồi làm Tô Kỳ phá giải đến một bước cuối cùng thời điểm, toàn bộ huyết yêu đại trận ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người đều sững sốt, thật đơn giản như vậy, nhưng mà ngay tại đại trận sau khi biến, mất một cổ khí thế bằng bạc phóng lên cao, phún ra ngoài. Chấn nhiếp tất cả mọi người, ở trước đây không lâu. Giang tả từng bước từng bước đi về phía vương vị, hắn đi rất chậm. Bởi vì không khí chung quanh trang trọng nghiêm túc, hắn hai tay dâng linh vị đây là cho vị này vũ vương cơ bản tôn trọng mặc dù không biết hắn rốt cuộc là ai cũng không biết hắn làm gì nhưng là có thể để cho những binh lính này coi trọng như vậy như thế trông đợi giang tà cảm thấy tuyệt đối không phải là cái vô năng mà ngu ngốc vương có thể làm được hắn tồn tại có thể làm cho tất cả mọi người phấn chấn có thể làm cho tất cả mọi người quy tâm bản thân liền là một loại tài năng giang tà tự hỏi mình làm không tới hắn vô tâm quyền thế có lòng cũng làm không được như thế hắn chỉ có thể dùng vũ lực chấn áp hết thảy cho nên hắn bội phục cái này vũ vương cũng tôn trọng cái này vũ vương nếu xuất ra linh vị tự nhiên không có thể tùy ý đem linh vị ném lên cho nên giang tả một bước một cái dấu chân mang theo nặng nề khí tức đi tới vương vị bên cạnh rồi sau đó hắn từ từ đem linh vị đặt ở trên vương vị làm linh vị tọa lạc tại trên vương vị trong nháy mắt, giang tà cảm giác được thiên quân vạn mã. Xuất hiện chấn động, hắn bên tai phảng phất nghe được thiên quân gào thét. Vạn mã bôn đằng thanh âm, đó là một loại hưng phấn, càng là một loại đau thương. Nhưng là lại vừa có cố định tín niệm, giờ khắc này cả tòa cung điện sôi sùng sục, vô tận khí tức. Ở phún ra ngoài, lực lượng khổng lồ ở thần phục quỳ lại. Trông đợi vô số năm đồ vật, chờ đợi vô tận tuế nguyệt người. Vào giờ khắc này trở về, hắn đem mang về cuối cùng tin tức, giờ khắc này cung điện bên ngoài tất, cả mọi người, không có ngoại lệ chút nào, hết thảy bị khu trục đến tường rào ra. Tuần tra đội tất cả mọi người đều đem nhìn chăm chú phía trên cung điện, bọn họ đang các loại. Đợi thời khắc tối hậu an ủi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy? Ngũ trưởng lão kêu to, chẳng ai nghĩ tới cung điện phát sinh lớn như vậy biến hóa, nhưng mà ai cũng cho không hắn câu trả lời. Lúc này một đạo bóng người to lớn xuất hiện ở phía trên cung điện. Tất cả mọi người đều đem ở dưới chân hắn thần phục, đó là khí tức vương giả, bàn. Vương nhung mã cả đời, tiếc qua, nhưng lại chưa bao giờ hối cải. mươi 85, đại chiến đưa tới Giang Tả chú ý. Giang Tả ở ba tầng, nhìn tận mắt tần vũ vương linh vị thượng xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt dẫn động cả tòa cung điện, hắn có vĩ ngạn bóng người có khí tức vương giả còn có bể nghĩa thiên hạ khí thế người này rất mạnh mà hắn mở miệng câu nói đầu tiên giống vậy trấn nhiếp nhân tâm bản vương nhung mã cả đời tiếc qua nhưng lại chưa bao giờ hối cải hắn vừa nói thiên quân yên lặng vạn ngựa im lặng giang tả giống vậy an tĩnh nhìn hắn thời khắc này thuộc về người này sau đó thân ảnh kia nhìn về kia thiên quân vạn mã mở lời hỏi bọn ngươi có từng hối cải, giang tả phảng phất nghe được vạn quân quỳ lại thanh âm. Sau đó giống như đợt sóng một loại thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thề chết theo vũ vương, dẫu có chết không hối hận. Thề chết theo vũ vương, dẫu có chết không hối hận. Thề chết theo vũ vương, dẫu có chết không hối hận. Giống. Vậy một câu nói, lại một tiếng cao hơn một tiếng. Một câu dung chuyển một câu, đó là tuyệt đối trung thành trí cao vinh dự, Giang Tả hoàn toàn không cách nào hiểu những người này. Nhưng là, bọn họ vẫn rung động Giang Tả, sau đó kia Vũ Vương lại một lần nữa mở miệng. Chiến lăng bia hậu nhân tộc lãnh địa. Chiến lăng bia trước là nhân tộc mà chiến, khô đất trôn xương, thập tử vô sinh, bản vương. Ngã xuống, nhưng là, chúng ta thắng lợi. Ba chữ, thắng lợi, làm động tới vô số người, tất cả mọi người đều yên lặng bọn họ cũng nghe được đây là bọn hắn dẫu có chết không muốn tiêu tan ràng buộc đây là bọn hắn tối nguyện ý chờ đến câu trả lời đây là bọn hắn an lòng nhất tạ bọn họ cuối cùng chết chưa từng hối cải nhưng mà lại ôm tiếc nuối mà chết bọn họ chưa từng thấy qua thắng lợi tình cảnh cũng chưa từng lấy được thắng lợi tin tức bọn họ không cam lòng mà ở vô số năm sau hôm nay bọn họ nghe được bọn họ vương tự mình nói cho bọn hắn biết thắng lợi bọn họ thắng, hết thảy đều đáng giá, giờ khác này cung điện chậm rãi bình tĩnh lại. Vạn mã bôn đằng, hô khiếu nhi đi, bọn họ tâm nguyện lấy được thỏa mãn. Bọn họ chấp niệm sắp biến mất đi xa, đi bọn họ nên đi địa phương. Bọn họ không phải là hồn, bọn họ là chấp niệm, là tín niệm, là một người chính là tượng đá. Bởi vì bọn họ đã sớm hồn phi phách tán, chết trận xa trường, chiến lăng bia trước ném đầu rơi vãi nhiệt huyết đốt chiến hồn đây mới là bọn họ kết quả cuối cùng giang tả liền đứng ở nơi đó nhìn hết thảy hắn không hề làm gì cả cũng không nói gì cho đến hết thảy bình tĩnh lại tượng đá hay lại là tượng đá nhưng lại không còn là tượng đá hết thảy đều không giống nhau nơi này trước khả năng coi là anh linh điện bây giờ chẳng qua là lăng viên đất mà thôi tần vũ vương linh vị cũng yên lặng đứng ở nơi đó đạo thân ảnh kia sớm hơn đã biến mất cuối cùng giang tả một tiếng thở dài những người này đáng giá hắn tôn trọng nhưng là hắn sẽ không mở miệng đánh giá coi như hắn sống vô số năm coi như hắn tu vi thông thiên triệt địa cũng sẽ không mở miệng đi đánh giá bọn họ đại khái là không có tư cách đi mà đang ở hết thảy đều biến mất thời điểm giang tả thấy vương vị phía sau để một cái màu thừng màu thừng cạnh còn có một ngọc bài hẳn là dùng để ghi lại giới thiệu tóm tắt. Sau đó Giang Tả đi tới vương vị phía sau, hắn thấy đúng là cái màu sắc rực rỡ sợi dây. Hơn nữa, rất phổ thông, hãy cùng phổ thông dây nhỏ như thế phổ thông. Trên lý thuyết nơi này đồ vật cũng đều là pháp bảo, nhưng là vật này Giang Tả không nhận biết. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khổn tiên thằng, được rồi, khổn tiên thằng không đẹp đẽ như vậy. Cũng không nhãn nhụi như vậy tinh xảo tiếp lấy giang tả cầm lên ngọc bài liếc mắt nhìn, là xa văn tự cổ đại, rất không đúng dịp. Hắn biết, hơn nữa, rất sớm đã biết, cái này là ở chiến trường thời viễn cổ học. Đó là một đoạn tranh vanh tuế nguyệt, hắn lần đầu tiên học tập chăm chỉ như vậy. Dây cột tóc, giang tả có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn một chút tác dụng. Nhìn tuyệt đối phổ thông dây cột tóc. Dây cột tóc có thể thông qua tóc, dự đoán một kích trí mạng, mà dây cột tóc sẽ ở một kích trí. Mạng đến trước, bảo vệ dây cột tóc chủ nhân. Có thể đảm bảo bất tử ba lần, không người nào có thể nhìn ra là dây cột tóc hiệu quả. Liên phát mang chủ nhân đều khó cảm giác được thoát khỏi tóc thì không hiệu giang. Tả kinh ngạc nhìn dài một thước màu sắc rực rỡ dây cột tóc pháp bảo này, vượt qua hắn dự liệu. Chức năng đừng nói, cũng chính là phổ thông hộ mệnh pháp bảo. Mà hắn bề ngoài là thực sự phổ thông hắn lại không nhìn ra đây là một pháp bảo, lắc đầu một cái, giang tả đem dây cột tóc thu. Vật này rất có dùng. Về phần có thể đảm bảo mấy cấp một kích trí mạng. Cái này ít nhất cũng có nhị giai đi, sau khi giang tả không có lại đi tra tìm nơi này là có phải. Có bảo vật, cái này dây cột tóc là hắn có được, còn lại, bất kể có hay không, liền khi không có. Sau đó giang tả hướng hai tầng đi nơi này không có đệ tứ tầng hơn nữa cũng không có thời gian để cho hắn khắp nơi đi lang thang hai tầng huyết yêu phù văn cùng với thống ngự trận văn vận hành rất lâu không đi nữa nhúng một tay không chừng thật sự để cho huyết yêu cao hứng không bao lâu giang tả sẽ đến hai tầng hắn thử đi tới bên bờ vị trí phát hiện nơi này là thật có thể nhìn xuống phía dưới là lý do an toàn giang tả ở chỗ này bày che giấu phù văn tỉnh bị phát hiện đứng ở chỗ này giang tả mới phát hiện nguyên lai like hai tầng lạ thường cao phần lớn người đều tại hắn dưới mắt dãy ruộng chiến đấu ầm trong lúc bất chợt bên ngoài truyền tới cường đại sóng linh khí là có cường giả đang tỷ đấu ha ha vô dụng chúng ta nơi này khôi phục ổn định một người ngươi cũng không chịu nổi huống chi bây giờ là hai người ngũ trưởng lão cười to lục trưởng lão cũng nói vội vàng trước giết chết nàng ta còn muốn đi tìm ta thánh nữ đột nhiên thanh âm đưa tới giang tả ghé mát sau đó giang tả thấy một vị khí chất linh hoạt kỳ ảo cao thủ nàng trên không chung một thân một mình đối kháng hai vị huyết yêu đại lão chiến đấu khuynh hướng rất rõ ràng nàng muốn bại bất quá giang tả không để ý nàng để cho hắn kinh ngạc là người nữ kia đối thủ huyết yêu huyết đồ điệp cùng với huyết yêu huyết liệt ngân nguyên lai là bọn họ a à. ta vẫn cho là hai cái này là nhân tài mới nổi nguyên lai là lâu như vậy viễn cổ đồng giang tả khóe miệng dâng lên cười lạnh huyết yêu huyết đồ điệp cùng với huyết yêu huyết liệt ngân trong tương lai nhưng là không phải huyết yêu bọn họ không ngu thậm chí là thông minh có thể chỉ huy huyết yêu tại hắn mắt mũi bên dưới gây sự mà bất tử giang tả cũng là kinh ngạc sau đó là chơi nhiều biết lại càng không có đối với bọn họ hạ sát thủ dù sao người lão tổng hội buồn chán chẳng qua là về sau nữa nghe nói bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào hại hắn thiếu cái thú vị món đồ chơi bất quá bọn hắn là cái thời đại này người chuyện này hắn còn thật không biết đừng nói hắn dường như tất cả mọi người đều cho là bọn họ là tương lai rất phía sau một thời đại nào đó người trời mới biết bọn họ tại sao như vậy ẩn tàng vừa lúc đó giang tả cảm giác khí tức cuồng bạo hắn định thần nhìn lại lại là thánh địa người cao thủ kia dự định tự bạo được rồi hạ giang tả biết hai cái này ngu xuẩn bị tạc tàn, khả năng phí mấy trăm mấy ngàn năm mới khôi phục bình thường. Thấy đối diện nguyệt tịch muốn tự bạo, huyết liệt ngân với huyết đồ điệp đều là hoảng hốt, chạy. Mau, người thằng ngu, vừa mới nếu là theo ta liên thủ giết nàng. Nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy? Huyết liệt ngân mắng. Khác trốn, không kịp, chống cự, chúng ta không nhất định không đỡ nổi. Đỉnh nặng vô cùng thương thế. Huyết đồ điệp này sinh ác độc nói chương 86, Tô Kỳ xuất hiện. Cung điện biến hóa rất nhiều người cũng rất để ý, nhưng là ở không có quá nhiều dưới ảnh hưởng. Bọn họ lại không muốn ngưng chiến, nhất là huyết yêu. Phần lớn huyết yêu cũng mặc kệ cung điện biến hóa. Nơi này là bọn họ bàn, có loại biến hóa này bọn họ lãnh đạo cũng đã nói. Khả năng có chút bất đồng, nhưng là đều là biến hóa liền đúng, tóm lại không nên quá để ý, Tô Kỳ mấy người cũng ở dị tượng sau khi đi qua xông vào bây giờ đã sớm không huyết yêu đại trận sau khi đi vào tô kỳ với tiêu tiểu mặc các nàng liền chia nhau hành động dù sao cũng là thánh địa bản thân chuyện lục nguyệt tiết các nàng bị cưỡng chế không cho phép đi sâu vào tô kỳ cũng không nguyện ý các nàng đi vào thiệp hiểm nhất lại là đi vào cản trở thật ra thì tô kỳ thiên phú rất cao nàng nhưng là bên nói yêu thương vừa đi học vừa tu luyện, chính là như vậy, nàng cũng chỉ là so với thánh nữ yếu hai cái cảnh giới nhỏ. So với bình thường cùng lừa cũng cao hơn một chút nhỏ. Nàng duy nhất khuyết điểm chính là thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đây cũng là nàng sau khi tốt nghiệp trực tiếp bị cưỡng chế. Tiến vào thiên hòa tập đoàn lịch luyện một trong những nguyên nhân. Mà lúc này nguyệt tịch với hai vị kia huyết yêu đang chuẩn bị đồng quy vu tận. Nàng đã không tiếp tục kiên trì được không còn tự bạo liền chỉ có một con đường chết, lui là không có khả năng lui. Chỉ cần giết chết hai người kia, bọn họ liền thắng định. Nguyệt tịch một tiếng thở dài, trong nháy mắt tháp sáng chính mình, mà lúc này huyết liệt ngân. Với huyết đồ điệp bắt đầu toàn lực phòng ngự, đỡ được liền vạn sự đại cát. Trận chiến này là có thể viên mãn chiến thắng. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ của mình, đều có chính mình dự định trong này tự nhiên bao gồm giang tả nhìn hai phe này người giang tả tâm lý có chút nhớ cười rốt cuộc đến thời khắc mấu chốt này không đến chút ngoài ý muốn thế nào không phụ lòng hắn ở chỗ này chuẩn bị ban ngày đây sau đó giang tả trên không trung phát họa phù văn phù văn này vừa ra trong nháy mắt dẫn động hai tầng bán bộ phận địa khu mỗi địa phương đều có phù văn như ẩn như hiện cung điện là thuần túy trận thề Giang tả ở chỗ này có thể không còn là một, bốn tu sĩ bình thường. Hắn trận pháp thành tựu cao bao nhiêu? Ở chỗ này là có thể để cho hắn mạnh bao nhiêu, trừ phi cung điện bị chơi đùa băng. Hoặc là chơi đùa quá mức hỏa đem mình đùa chơi chết. Ở giang tả phác họa phù văn chi sau, hai tầng dẫn động. Ở giang tả sau lưng vô số điều tiến liên tiếp đến đồng thời. Sau đó những thứ này tiến chủ thành một vị to lớn hư ảnh tay hắn cầm trường thương, sau đó thân thể kéo ra, đầu súng hướng ra ngoài. Tùy thời cũng có thể ném ra cường đại một thương, loại này khởi động sẽ đại lượng tiêu hao giang. Tả linh khí, nhưng là trở lại mấy lần cũng không là vấn đề. Lúc này giang tả ngón tay chỉ hướng huyết yêu hai người, hắn hít một con mắt nhám. Sau đó mang theo cười lạnh, một mũi tên chúng ba con chim, hoàn mỹ, phanh, oành cuồng phong hô khiếu hư ảnh kia cường mà có lực ném ra kia mạnh nhất một thương mà ở bên ngoài huyết yêu cùng với sẽ phải tự bạo nguyệt tịch đều là sững sờ một cổ cường đại lực lượng phong tỏa bọn họ ngay tại huyết yêu nhận ra được lực lượng phương hướng trong nháy mắt một thanh to lớn trường thương xuyên qua thân thể bọn họ phá hủy bọn họ toàn bộ phòng ngự một loại đã lâu sợ hãi ở trong lòng bọn họ nảy sinh đối phương thật là mạnh cường để cho bọn họ không có lực phản kháng chút nào sau đó trường thương thẳng đến nguyệt tịch tiên tử lúc này tự bạo tuyệt đối có thể giết chết hai người kia nàng không cam lòng nhưng mà không cam tâm nữa cũng vô dụng trường thương trực tiếp xuyên thấu nàng nàng lực lượng bị đánh tan tự bạo trực tiếp trong chăn đoạn phốc nguyệt tịch trọng thương sau đó rơi xuống trời cao kia hai cái huyết yêu giống vậy rơi xuống đất ba người bọn họ kinh hoàng nhìn trường thương phương hướng nơi đó lúc nào xuất hiện một vị mạnh như vậy người đối phương là địch hay bạn được rồi khẳng định không phải là hữu trước tiền bối chúng ta vô tình đắc tội chúng ta huyết liệt ngân còn chưa nói hết giang tả nhàn nhạt nói nghịch nhất thời ban đầu giang tả ở huyết yêu trong phù văn tay máy tay chân trong nháy mắt thả ra một cổ không khỏe lực lượng đụng nhau huyết yêu phù văn chính là thống ngự trận văn đều bị trực tiếp dung chuyển, phun, phun. Phun, huyết yêu phù văn bị nghịch chuyển phá hư. Những thứ này phá hư cũng trực tiếp tác dụng đến huyết yêu trên người, thân thể bọn họ trong. Nháy mắt tuôn ra mấy chục nơi huyết vụ, sau đó liền thoi thóp tê liệt té xuống đất. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay bại, hắn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Huyết liệt ngân lẩm bẩm nói, nguyệt tịch cũng là vô cùng khiếp sợ. Trong chớp mắt thời gian, đối phương đến cùng làm gì? Nhưng mà chỉ ít đối với thánh địa mà nói là được. Hai người kia không chết thì cũng trọng thương, giang tả ở phía trên nhìn cao thủ thánh địa. Nhàn nhạt nói, ngươi phải chết, nhưng là phải chết ở phía sau. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở hai cái huyết yêu thượng, nếu như là thường ngày. Ta khả năng sẽ còn giữ lại các ngươi chơi đùa. Nhưng là ai cho ngươi ở nhà ta phụ cận gây sự, bởi vì cung điện nguyên nhân, Giang Tả nói chuyện, bọn họ căn bản không nghe được. Tiếp lấy Giang Tả lại một lần nữa câu khởi phù văn, sau đó tay chỉ chỉ hướng hai cái huyết yêu. Lần này tuyệt đối là phải giết một thương, nhưng mà ngay tại Giang Tả dự định xuất thủ thời. Điểm, phía trước cách đó không xa một đạo thân ảnh xông vào trong mắt của hắn. Kia là một vị cô gái đẹp, đối với Giang Tả mà nói nàng là quen thuộc nhất. Đặc biệt nhất nữ, đúng Tô Kỳ lúc này chạy tới, mà ở Tô Kỳ phía trước chính là bị huyết yêu vây quanh thánh nữ giang tả kinh hãi tô kỳ nàng tại sao lại ở chỗ này nàng không nên ở vòng ngoài sao tô kỳ mặt đầy cuống cuồng chạy đột nhiên ba một tiếng nàng cả người ngã xuống đất không có dấu hiệu nào ném một cái giang tả trong bụng căng thẳng tay cũng theo bản năng phải đi đỡ hắn nhưng mà liền hắn như vậy động một cái trường thương hô khiếu nhi ra trực tiếp đánh vào nguyệt tịch với huyết yêu hai trung gian hai bên cũng dọa cho giật mình sau đó bực nào vui mừng đối phương đánh vặt ra nguyệt tịch kinh ngạc đối phương thất thủ nhưng là không giống cố ý làm ta sợ môn huyết yêu sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy bọn họ liên thủ trực tiếp thi triển huyết độn trước trốn lại nói mà giang tả cũng không để ý tới bên này ánh mắt của hắn một mực ở tô kỳ trên người chẳng qua là hắn không thể nào hiểu được lấy tô kỳ đại khái hai năm tu vi làm sao lại ngã xuống nàng không có bình địa té khuyết điểm nha mặc dù cách xa nhưng là giang tả cảm giác té lộn mèo một cái té thật nặng cũng không biết người có hay không té xảy ra vấn đề lúc này một cái dài rất đẹp rất khả ái nữ không nhìn thẳng tô kỳ giết hướng huyết yêu ở giang tả xem ra là nữ sau đó tô kỳ mới bị người phía sau đỡ dậy tiếp lấy đi theo đi giết, Giang tả thấy những người khác đang cùng huyết yêu bính sát. Liền Tô Kỳ ôm thánh nữ, đang lo lắng gào thét. Giang tả không nghe được, nhưng là chỉ muốn xem là hắn biết. Tô Kỳ mười phần là thánh địa đệ tử, chuyện này, thật có điểm ra ư Giang tả dự liệu. Thậm chí cắt đứt hắn rất nhiều ý nghĩ với chuẩn bị. Cuối cùng nhìn Tô Kỳ thương tâm dáng vẻ, Giang tả trực tiếp nâng chán thở dài, được rồi. Được rồi coi như các ngươi thánh địa vận khí tốt sau đó giang tay trái vung lên hư ảnh biến mất tiếp lấy một vòng trận pháp sau lưng hắn xuất hiện giang tà câu khởi phù văn khúc xạ hình chiếu sau đó một vòng to trận pháp lớn ở tô kỳ các nàng phía trên xuất hiện tiếp lấy tô kỳ với thánh nữ cùng với một số ít thánh địa đệ tử với huyết yêu trực tiếp bị bao phủ lại cũng không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng là không người có thời gian đi phản kháng trở về lại tính sổ với ngươi, bình địa chạy trốn cũng có thể té, hào. Quang chợt lóe, bên dưới trận pháp tất cả mọi người đều biến mất. Chương 87, cuối cùng quá cảm ơn. Bởi vì là phạm vi truyền tống, cho nên có huyết yêu bị truyền đi rất bình thường. Bất quá răng tà cũng không lo lắng, huyết yêu rất ít, hơn nữa bọn họ còn ngu xuẩn. Sau khi rời khỏi đây lật không nổi sóng gió gì. Dù sao phần lớn đều là thánh địa người quả thực không được còn có thể nhờ giúp đỡ cảm giác bộ sau khi giang tả liền đưa ánh mắt đuổi ở người cao thủ kia trên người giang tả thương lại một lần nữa nhắm ngay nàng nói thật ở chỗ này đem nàng giết tất cả mọi người đều sẽ cho rằng nàng là bị huyết yêu giết chết nhưng là nghĩ đến đây người chết tô kỳ có thể sẽ khóc hy lý hoa lạp giang tả liền không thế nào muốn giết nàng suy nghĩ một chút giang tả liền buông tha để cho nàng tự sinh tự diệt đi mà Nguyệt Tịch là kinh ngạc nhìn Giang Tả phương hướng, nàng vừa mới có thể cảm giác được. Lại vừa là một cổ cường đại lực lượng phong tỏa nàng, hơn nữa nàng cũng nhận ra được âm thầm sát. Ý, đối phương muốn giết nàng, tuy nhiên lại lại ngoài ý muốn buông tha. Còn có vừa mới trận pháp kia 10 có 8 9 là truyền tống trận, nàng hoàn toàn không hiểu. Người này đến cùng là địch hay bạn, nhưng là dứt khoát, các nàng đều không sao. Trung quy tới nói các nàng kiếm, sau đó nguyệt tịch chật vật đứng dậy hướng về phía giang tả phương hướng cung kính xá một cái đây là nàng nên làm giang tả lạnh lùng nhìn nàng không có bất kỳ biểu thị càng hoàn toàn không thèm để ý hắn cũng không phải là vì cái này bỏ qua cho thánh địa bất quá lần này cũng không coi là thua thiệt ít nhất đem huyết yêu hù được hẳn là không dám sẽ ở phụ cận gây chuyện không có hai vị lãnh đạo ở huyết yêu rất nhanh thì tan vỡ còn lại chính là thiên về một bên mà giang tả cũng cảm giác không có ý nghĩa đều là tô kỳ chuyện xấu lắc đầu một cái hắn định rời đi cung điện sau đó đi thẳng về trở về trước tiên phải đi ủy lạo xuống tô kỳ sau đó trước gọi trở về làm ồn một trận lại nói chẳng qua là giang tả trở lại một tầng thời điểm phát hiện ban đầu chiến lăng bia xuất hiện khác thường chiến lăng bia trước tượng đá vẫn còn sống sát khí giống vậy không có tiêu tan đại khái cùng mặt trên tượng đá không phải là đồng thời Giờ khắc này ở chiến lăng bia bên người, nổi lơ lửng một khối lớn cỡ bàn tay bia đá. Đây là giang tả đi lên thời điểm không nhìn thấy, hẳn là nửa đường xuất hiện, giang tả đưa tay. Thử đi đụng chạm tấm bia đá kia, chẳng qua là hắn duỗi tay ra đi qua. Bia đá liền rơi trong tay hắn. Thật giống như chờ giang tả tới lấy tựa như, giang tả ngoài ý muốn nói. Đây là đưa ta qua cảm ơn, trừ giải thích như vậy. Giang tả không nghĩ ra còn có cái gì giải thích mà bia đá ấm áp khí tức cũng đang không ngừng chơi đùa giang tả trong cơ thể chảy xuôi hình như là ở đồng ý hắn nói chuyện chiến linh bia nhìn trên tấm bia đá chữ giang tả kinh ngạc chiến linh bia chiến lăng bia được rồi giang tả không hiểu bọn họ đây là ý gì nhưng là vẫn đem bia đá thu về phần bia đá tác dụng trở về nghiên cứu lại đi giang tả ở tượng đá binh lính nhìn chăm chú xuống chậm rãi rời đi cung điện Thật ra thì Giang Tả vẫn đủ thích nơi này. Cung điện cả người cũng là thuần túy thiên nhiên trận thể. Nhất định chính là hắn bảo địa, đáng tiếc những thứ này không mang được. Mang đi cũng chỉ là phổ thông trận thạch, trận thạch là trận thạch, trận thể là trận thể. Không giống nhau, đi ra cung điện, Giang Tả cũng không đi làm xa cách trực tiếp rời đi nơi này, mà trên lý thuyết. Bên trong chiến đấu, hẳn không bao lâu sẽ kết thúc sau khi huyết yêu không có ở đây. Nơi này cũng không biết sẽ bị ai khống chế, bị ai khống chế giang tả cũng không thèm để ý. Đừng làm chuyện liền có thể. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, ở giang tả sau khi đi, cung điện. Hoặc có lẽ là đại thế bên trong không gian đặc thù, lại bắt đầu sụp đổ biến mất ngạch. Làm sao lại muốn sụp đổ? Chúng ta phải mau chạy. Liệu y y nắm lục nguyệt tuyết với tiêu tiểu mặc chính là ra bên ngoài chạy? tiêu tiểu mặc lo lắng nói cũng không biết cửu tịch bên đó như thế nào lục nguyệt tiết lấy điện thoại di động ra đánh chữ sau đó cho tiêu tiểu mặc nhìn hay là trước quản quản tự chúng ta chúng ta thật giống như có chút không kịp tiêu tiểu mặc không nói gì lúc này còn đánh chữ bất quá hai người bọn họ đều là bị liệu y y mang theo cơ bản không chi phí tinh thần sức lực đi đường lúc này sụp đổ đại phúc độ mở rộng trễ một chút đi ra ngoài rất có thể liền muốn ở lại bên trong liệu y y la lên chung quanh có hay không nhận biết ai vội vàng cầu viện quả thực không được lục nguyệt tiết là thời điểm quét nhan giá trị lục nguyệt tiết may vào lúc này sau khi hải biên đao khách tới các ngươi làm sao tới bên trong như vậy lại còn rất tốt vừa nói hải biên đao khách trên người bộc phát ra gió nhẹ gió này đưa các nàng ba cái vây quanh sau đó mang theo các nàng nhanh nhanh rời đi hô lục nguyệt tiết hô giọng sau đó lấy ra điện thoại di động đánh chữ tiếp lấy cho liệu y y với tiêu tiểu mặc nhìn hô an toàn thiếu chút nữa cho là muốn qua đời ở đó liệu y y tiêu tiểu mặc không biết chuyện thật sẽ cho là đây là một người câm nguyệt tịch bên này bị một ít thánh địa bốn năm giai cao thủ mang đi tốt ở tại bọn hắn phân giai chiến đấu khu vực phân chia rất rõ ràng nếu không lục nguyệt tiết các nàng không chừng liền thật qua đời ở đó sư thúc thánh nữ nàng có một thánh địa đệ tử tìm nửa ngày căn bản không thấy thánh nữ bóng dáng thánh nữ xảy ra chuyện cũng không phải là chuyện nhỏ a à, nguyệt tịch lắc đầu các nàng sẽ không có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài trước đi chớ chọc người khác mất hứng các nàng kinh ngạc người khác nguyệt Tịch cười khổ, các ngươi cho là nơi này là thế nào sập? Các ngươi cho là huyết yêu là thế nào xa sút? Tóm lại khác nghị luận. Ngạch không phải là bị các ngươi đánh sập sao? Đại đa số người cũng ở chạy khỏi nơi này, chiếc cũng không đánh, mà ở bên ngoài. Tô Kỳ ôm Tĩnh Nguyệt mặt đầy mờ mịt, còn có người bên cạnh cũng vậy. Cái này thì đi ra, mỗi một người đều cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Các nàng nhưng là cho là phải chết? huyết yêu cũng vậy mộng ép sau khi trong nháy mắt chạy đường đây là muốn chết tiết tấu thấy huyết yêu chạy trốn thánh địa người cũng không có đuổi theo hiện tại đang bảo vệ thánh nữ quan trọng hơn lúc này tô kỳ mới lo lắng nói sư tỷ ngươi không sao chớ tĩnh nguyệt yếu ớt nói có có chuyện thế nào ngươi nói người dưới sự kiên trì chúng ta cái này thì chữa thương cho ngươi nhanh mau rời đi ta như vậy bị bị thấy biết sẽ xuống bột tĩnh nguyệt rất gấp nói bởi vì các nàng bây giờ đang ở công trường miệng hơn nữa bên trong bắt đầu có người lao ra nàng thánh nữ phong thái còn muốn hay không tô kỳ người bên cạnh cuối cùng tô kỳ bất đắc dĩ hay lại là y theo tĩnh nguyệt tóm lại trước mang trở về rồi hãy nói mà giang tả giống vậy đã đi ra ấn cửa ra đương nhiên sẽ không là công trường mà là sơn trang sân nhỏ đi ra trong nháy mắt giang tả liền kinh ngạc phát hiện thiên địa đại thế thật giống như xuất hiện thay đổi chuyện gì xảy ra muốn biến mất vẫn là có ý định chuyển sang nơi khác thiên địa đại thế chính là trong thiên địa đặc thù tồn tại nó có thể rong ruổi ở trong thiên địa bất kỳ địa phương nào cũng không phải là do đại địa núi sông tổ kiện mà tới cho nên đại thế biến mất rất có thể là phải đổi chỗ mà có thể để cho thiên địa đại thế đổi chỗ điều kiện cũng không nhiều cho nên giang tà cũng có chút kinh ngạc Chương 88, vượt cấp mới là thông thường thao tác. Giang Tả thân ở đại thế bên trong, đối với thiên địa đại thế cũng không có nhạy cảm như vậy. Nhưng là một lát sau hắn vẫn có thể nhận ra được nơi này biến hóa. Rất biến hóa vi diệu, cơ hồ không phát hiện được. Nếu như không phải là biết chuyện trước nơi này có thiên địa đại thế, hắn thậm chí cũng sẽ cho rằng là ảo giác, nhưng là bây giờ xem ra, thiên địa đại thế là hoàn toàn biến mất. Giang tả lắc đầu một cái, cũng không quá để ý, không sẽ không. Có cửa vào tại hắn nhà cách đó không xa, hắn cũng không thích. Bây giờ coi là an tĩnh, sau đó Giang tả liền định trở về. Điện thoại di động cũng đã bị hắn lấy ra, về phần có muốn hay không bây giờ tìm Tô ký. Cái này không gấp được, nàng đại khái còn bận hơn đến cứu người đi, không quá điện thoại di động. Lấy ra không bao lâu, bầy đã có người A còng hắn, là Lục Nguyệt Tiết, phá hiểu đạo hữu người đi ra không? Sau đó Lục Nguyệt Tiết lại phát một câu, đạo hữu đi huyết yêu đại bản danh sao? Nơi đó sập, giang tả thật kinh ngạc, sập coi như phải đổi chỗ, dường như cũng không cần sập. Thật chẳng lẽ là biến mất, lấy giang tả bây giờ tu vi? Không cách nào thông qua hoàn cảnh chung quanh thấy chân tướng. Cho nên giang tả chỉ có thể hỏi, còn có thể vào sao, liễu? Y y phát một than thở biểu tình, không thể, hơn nữa huyết yêu trốn, trốn đặc biệt nhanh tìm cũng không tìm tới cái loại này. Trần ức cho một bất đắc dĩ biểu tình là chính ngươi không đuổi kịp. Đừng nói không tìm được lời như vậy được không? Như vậy lộ vẻ cho chúng ta rất vô dụng lúc. Này ma tu mặc ngôn đột nhiên ló đầu, ba người các ngươi còn chưa đủ ta một tay trấn áp. Ta ma tu mặc ngôn, đi gì? S. Mặt đen giấu hỏi. Trần ức, mặt đen giấu hỏi. Liệu y y, lục nguyệt tiết phát một kinh ngạc biểu tình, ngươi thế nào, xích? huyết đồng tử phát một khu mũi biểu tình, nàng vừa mới kích động một cái xuống dưới vách núi. Đại khái lạnh, lục nguyệt tiết phát lạnh mặc biểu tình, vách núi. Cho nên các ngươi cũng đem ta nói vào tai này ra tai kia. Liền chạy ra ngoài, đừng đến ta đây cầu y, tìm người khác đi. Ngươi xem, ta nói đi, lục nguyệt tiết tiên tử sẽ tức giận, ngươi không nghe. Bây giờ được rồi, vội vàng xin lỗi, chúng ta cái này thì trở về phòng bệnh. Mặc ngôn tiên từ ló đầu, lúc này nàng vẫn không quên nói, xem ta nickname. Cũng biết ta vừa mới khẳng định lại bị ác mộng khống chế tàu hòa nhập ma. Giang tả nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, cho nên. Vừa mới là trò chuyện chuyện gì, vốn là giang tả là nghĩ thu điện thoại di động. Chẳng qua là xích huyết đồng từ đột nhiên A à còng phá hiểu, đạo hữu nói thật đi. Huyết yêu đại bản doanh có phải hay không bị ngươi làm sập? ở tòa nào đó trên núi đỉnh một bên, xích huyết đồng tử bọc băng vải. Sau đó đối với mặc ngôn đạo, thấy không? Đề tài rời đi đại pháp. Mặc ngôn mắt trợn trắng, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể bại lộ. Lục Nguyệt tiết chữa bệnh thời điểm thật ác độc. Ta hoài nghi nàng dùng việc công để báo thù riêng, dài. Đẹp đẽ, còn có cao quý lạnh giá khí chất, một loại tâm nhãn đều không ngươi hát. Thân là ma tu nàng muốn đem xích huyết đồng tử đạp xuống chẳng qua là nàng chưa kịp làm như thế điện thoại di động liền vang sau đó liếc mắt nhìn liền sững sốt phá hiểu bắn ra một cái tin tức đại khái đi kinh sợ không chỉ là mặc ngôn còn có xích huyết đồng tử còn có một đám người huyết yêu đại bản doanh là địa phương nào cái này bọn họ không biết nhưng là nghe nói bên trong một nhóm tam giai trở lên đang đánh chiếc người nói làm sập liền làm sập bọn họ mặt mũi cũng không muốn chứ hơn nữa lớn như vậy cung điện làm sao làm sập a à. cuối cùng lục nguyệt tuyết chỉ có thể nói đạo hữu lần sau liên quan như vậy kích thích chuyện có muốn hay không trước thời hạn bảo chúng ta chạy trốn mặc ngôn tiên tử nhìn một cái cũng biết ngươi vị thành niên chỉ số thông minh chỗ mã không đủ bên trong căn bản không có tín hiệu thế nào thông báo các ngươi mở kèn khắp nơi giống chấm ngoặc kép lục nguyệt tuyết dương mộc đột nhiên nổi bọt khác so đo những thứ này chúng ta cái này lại có một tin đồn, hay lại là với phá hiểu đại lão có liên quan, hải. Biên đao khách hỏi, phá hiểu đạo hữu lại đem ai ngược dương. Mộc kinh ngạc thật bị ngươi nói đúng, hải biên đao khách. Hắn theo miệng nói nói, liệu y y không kịp đợi đạo, hấp tấp nói. Chúng ta có chuẩn bị tâm lý, dương mộc hỏi, các ngươi biết lưu ra trước lục. Nguyệt tuyết lập tức trở về phục ta biết, tới chúng ta mua qua thuốc, bọn. Họ có một lưu quản sự biết chưa, không biết ngoặc kép chấm ngoặc kép, Dương Mộc nói tóm lại cái này lưu quản sự là cấp 2 tu vi. Đoạn thời gian trước nghe nói với phá hiểu đại lão phát sinh mâu thuẫn tiêu. Tiểu mặc nói một hơi. Được rồi, lại bắn ra Dương Mộc tin tức theo người chứng kiến miêu tả. Là lưu quản sự trước đối với phá hiểu đại lão xuất thủ. Sau khi trong nháy mắt thời gian phá hiểu đại lão trả đũa từng chiêu chí mạng. Từng chiêu phá nhục gọt cốt chỉ mấy chục giây cái đó lưu quản sự trực tiếp bị gọt máu thịt be bét. Cả người quỳ dưới đất trong mắt sớm đã mất đi hào quang, nghe nói hắn đến bây giờ. Sẽ còn kinh hoàng co rút ở một bên thê thảm quỷ kêu, thật đáng thương. Xích huyết đồng tử, cũng không biết có còn hay không cứu. Lục Nguyệt Tuyết, đi ra khỏi nhà ta sau này hay lại là khiêm tốn một chút. Hải biên đau khách cho nên nói, bảy, một đại lão chúng ta không chọc nổi, người ta túng cũng là có lý do. Mặc ngôn tiên tử, Dương Mộc phát một kinh ngạc biểu tình, cho nên các ngươi tin. Mặc ngôn tiên tử phát một lạnh lùng bóng lưng, phàm nhân, không muốn ý đồ hoài nghi bẩy. Một đại lão, nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, may là giang tả ra mặt dày. Cũng không khỏi không giải thích câu, đây chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Lưu quản sự thực lực có thể, trong lòng tư chất không được. Mặc ngôn tiên tử, đại lão, người bây giờ tu vi gì, phá hiểu bốn, sau đó bày lại an tĩnh, quả nhiên. Một ngày một cái cảnh giới nhỏ mới là chính xác tu chân phương thức. Hơn nữa vượt cấp chém người mới là thông thường thao tác phương thức, tỉ như một, bốn đem hai. Ba ngược ra bóng ma trong lòng đến, tốt một chút thao tác. Còn có thể đem người đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Giang tả lắc đầu một cái, cũng không từng làm giải thích thêm, hoa một ít thời gian giang tả liền về nhà chẳng qua là vừa đi vào giang tả liền thấy trong nhà khắp nơi đều là dấu chân hơn nữa một ít vật nhỏ đều bị kéo ra ngoài đại sảnh bình hoa còn toái một cái giang tả nhìn hết thảy các thứ này biểu tình không có biến hóa chút nào sau đó chậm rãi đi tới sân thượng thấy hồng thự cùng một như con vịt đang buồn ngủ tiếp lấy giang tả cầm sợi dây lại tìm một đuổi rất lâu tay tập tạ đem sợi dây một đầu, treo ở hạ xuống sân thượng y giá gậy thượng. Bên kia cột vào tay tập tạ thượng, khoa tay múa chân một chút. Liền ở chính giữa cắt bỏ, sau đó làm hai cái vòng, một bên đeo vào hồng thự trên cổ. Một bên đeo vào hồng thự hai cái chân thượng. Két, lúc này hồng thự mới tỉnh lại, cạc cạc. Hồng thự không biết giang tả muốn làm gì. Nó còn mở miệng đòi muốn cái gì ăn đây, nhưng mà đã bộ thật là đỏ khoai giang tả bắt đầu lên cao y giá gậy. Két, két, lạc tương đương, lạc tương đương, khanh khách, hồng thự vỗ vào chiếc cánh này điên cuồng la, nó cảm giác muốn hít thở không thông. Phải chết, lên tới hoàn toàn kéo thẳng hồng thự, giang tà cũng không để ý tới nó. Sau đó vào đi thu thập gian phòng, mặc cho hồng thự tuyệt vọng kêu thảm thiết. mươi 89, tiếp tục tô ký. Giang tả dọn dẹp gian phòng, hắn mới rời khỏi bao lâu không dạy một chút con vịt làm gì sủng vật con vịt. Ngày nào nhà ở cũng sẽ bị nó hủy đi, chẳng qua là nhìn rớt bể bình hoa. Giang tả lại vừa là bất đắc dĩ, cái này là tô kỳ ban đầu phát điên mua tổng cộng là hai cái. Lúc đó hắn còn tuyên bố muốn té bình hoa này, bây giờ được. Trực tiếp trước hết toái, sau đó đem ánh mắt đặt ở còn lại bình hoa thượng, nếu không. Đem cái đó cũng té, sau đó trực tiếp quái đến hồng thự trên người, vật này té đứng lên hẳn rất mang cảm giác chứ giang tả cảm thấy ý tưởng này rất có đạo lý đến lúc đó để cho hồng thự lấy cái chết tạ tội liền có thể đương nhiên nếu như là có người ngoài đến giang tả là có thể nhận ra được suy nghĩ một chút giang tả cứ tiếp tục quét dọn gian phòng chờ gian phòng quét sạch sẽ sau giang tả mới về đến phòng ngủ bắt đầu kiểm tra hắn thu hoạch về phần hồng thự hắn đã quên lần này đi cung điện giang tả mất đi tần vũ vương linh vị cũng chính là tiến vào cổ chiến trường tư cách linh bài nhưng là đây đối với giang tả mà nói cũng không tính tổn thất mà ở bên trong lấy được chỉ có hai kiện đồ vật một là dây cột tóc một là chiến linh bia dây cột tóc tác dụng giang tả đã biết nhưng là hắn để ý là dây cột tóc là duy nhất đồ dùng hay lại là tiêu hao sống lại đồ dùng rất nhiều pháp bảo đều phải cần luyện hóa mới biết tác dụng cụ thể bất quá hộ mệnh pháp bảo cơ bản không cần luyện hóa nó tác dụng chính là hộ mệnh hơn nữa phần lớn đều là duy nhất đồ dùng luyện hóa pháp bảo là yêu cầu nhị giai thực lực giang tả không có nhưng là hắn có tiên thiên nhị khí mặc dù không có thể luyện hóa nhưng chỉ là biết tác dụng vẫn là không có vấn đề căn cứ tiên thiên nhị khí tìm tòi cấu tạo lại lợi dụng hắn cường đại kiến thức đo đi bắt trước tác dụng nghĩ như vậy giang tả liền lấy ra dây cột tóc sau đó tiên thiên nhị khí tràn vào dây cột tóc bên trong nhưng mà để cho giang tả kinh ngạc là dây cột tóc đưa ra phức tạp trình độ phức tạp hơn xa so với bình thường hộ mệnh pháp bảo tới khen hồi lâu sau giang tả thu hồi tiên thiên nhị khí lợi hại a à, đoán tạo kỹ thuật thật là thần ký giang tả cũng là học qua chế tạo hướng về phía chế tạo càng là như lòng bàn tay nhưng là cái này dây cột tóc cấu tạo vượt xa khỏi hắn cơ sở hiểu nó không thuộc về đã biết chế tạo thứ tự làm việc đó là một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ phương pháp chế tạo khó trách thoạt nhìn là bình thường dây cột tóc bất quá giang tả cũng điều tra cái này là có thể sống lại vật tiêu hao nhưng là năng lượng bổ sung phương thức nhưng là một cái mê bên trong không có bổ sung phương pháp muốn nghiên cứu đi ra yêu cầu một ít thời gian bất quá giang tả cũng không có quấn quýt Bổ sung năng lượng yêu cầu chờ sau này hãy nói. Bây giờ đi nghiên cứu cái này không có ý nghĩa gì, đem dây cột tóc thu sau. Giang Tả liền lấy ra Chiến Linh Bia. Trên lý thuyết Chiến Linh Bia phải là một rất không lên đồ vật. Nhưng là đã từng chiến lăng bia chỉ là một loại tượng trưng. Giang Tả có chút hoài nghi cái này Chiến Linh Bia có thể hay không cũng là loại tượng trưng sau. Đó tiên thiên nhị khí bắt đầu tìm tòi Chiến Linh Bia chẳng qua là trong chốc lát giang tả liền khiếp sợ nơi này cấu tạo với dây cột tóc như thế nhưng là trình độ lại xa xa bất đồng nếu như đem dây cột tóc trình độ coi là đại dương mênh mông lời nói như vậy cái này chiến linh bia chính là mênh mông tinh thần loại vật này căn vốn không là người bình thường có thể chế tạo được coi như là hắn thời kỳ tột cùng cũng phải hao phí vô tận tuế nguyệt đương nhiên giang tả nói chẳng qua là trả lại như cũ vật này nhưng là hắn có thể hao phí càng trong thời gian ngắn, chế tạo thứ tốt hơn. Chế tạo phương thức hoàn toàn bất đồng A, à, đều có các ưu điểm đi. Hắn không phủ nhận viễn cổ kỹ thuật lợi hại. Nhưng cũng sẽ không chê bai cái thời đại này chế tạo năng lực, ở chiến linh bia bên trong. Giang tả tìm tòi rất nhiều thứ, nhất là tìm tới mở ra chiến linh bia phương pháp. Cùng với sơ kỳ chiến linh bia tác dụng. Sau đó giang tả dừng lại tìm tòi, lấy hắn thực lực bây giờ, tìm tòi nó còn không bằng đến lúc đó luyện hóa nó phục hồi tinh thần lại giang tả nắm chiến linh bia bắt đầu ở mặt trên của nó khắc họa đặc thù phù văn những thứ này là chiến trường thời viễn cổ phù văn trên thực tế là một câu nói nội dung là nghiêng toàn tộc lực chế tạo nhân tộc thánh khí chiến linh bia trước mắt đoạn này phù văn sau chiến linh bia lơ lửng sau đó bắt đầu vây quanh giang tả không ngừng công chuyển cùng với tự truyền tiếp lấy giang tả liền cảm giác được hắn đã có thể sử dụng chiến linh bia mà trước mắt chiến linh bia với hắn mà nói có hai cái tác dụng một là tăng phúc đơn giản mà nói chính là tăng cường số ít lực lượng loại này tăng phúc đối với giang tả mà nói ý nghĩa không lớn mà tác dụng thứ hai là trấn linh sơ cấp trấn linh có thể dung chuyển tam giai cùng với tam giai dưới đây tu vi để cho người xuất hiện ngắn ngủi linh khí không yên thời gian mặc dù ngắn nhưng là lại đủ để quyết định hết thảy nói cách khác phối hợp chiến linh bia với tiên thiên nhị khí cùng với hàn nguyệt giang tả thậm chí có khả năng gõ xuống tam giai nhưng là thực chiến tác dụng như thế nào giang tả chưa thử qua lúc trước hắn cho là có thể dễ dàng tắt lưu quản sự nhưng là hắn sai nếu như không phải là lưu quản sự trong lòng tư chất quá kém Giang tả không dễ dàng như vậy thắng, chẳng qua là giang tả từ không lo lắng xa suốt. Hắn muốn chạy trốn, chính là một cái nhị dai lấy cái gì bắt hắn. Sau đó giang tả đem chiến linh bia thu, với hắn mà nói tần vũ vương cung điện chuyến đi. Thu hoạch coi là rất lớn, mặc dù không có linh dược. Nhưng là hai kiện pháp bảo nhưng là thật lợi hại, hơn nữa còn ngoài ý muốn biết tô kỳ là thánh. Địa đệ tử, đây là thật đánh loạn hắn toàn bộ suy nghĩ. Cũng may không động thủ trước giết chết thánh địa người, nếu không, ngày nào bị phát hiện. Liền khó làm, chờ Giang tả làm xong những khi này, thời gian cũng đi qua không ít. Hắn đang do dự có muốn hay không bây giờ cho Tô Kỳ gọi điện thoại. Chẳng qua là còn đang do dự thời điểm. Hắn điện thoại di động trước hết vang, là Tô Kỳ đánh tới, Giang tả có chút kinh ngạc. Sau đó tiếp thông điện thoại, chẳng qua là vừa tiếp thông Tô Kỳ liền đáng thương đáo. Tà ở nửa đường không có tiền đón xe trở về giang tả chân mày trong nháy mắt xuất hiện mấy cái hắc tuyến đây là cái gì mở ra trên lý thuyết sư phụ nàng môn hẳn rất nhiều người bị thương thậm chí là chiến mất nàng không đi bận rộn làm sao lại chạy đến đại lối đi bộ còn không có tiền đón xe trở lại nàng một cái đường đường tu chân già đang nháo cái gì ngươi không phải là còn có điện thoại di động sao trong điện thoại di động cũng không tiền có a à, nhưng là hôm nay đặc biệt xui xẻo bị đuổi ra ngoài coi như ví tiền còn ném điện thoại di động còn không có điện đối với ta vừa mới phải nói ta bây giờ lập tức phải nhốt máy ta ở sau đó cũng chưa có sau đó giang tả nhìn một chút điện thoại di động đã cắt đớt chờ hắn trở về thời điểm đối phương đã tắt máy giang tả thở. dài một hơi giang tả liền dọn dẹp một chút nắm hắn tiền xu đi ra ngoài hắn chỉ có thể hy vọng người này không nên chạy loạn nếu không tìm ra được rất phiền toái. Cản chiếc sĩ, giang tả liền trực tiếp ngồi ở phía sau đạo, đi phía trước mở kia. Ca ngạc nhiên, bất quá vẫn là đi về phía trước chạy, sau đó hỏi tiểu ca, là muốn đi đâu, giang. Tả tái máy tiền su đạo, ngươi chỉ để ý mở liền có thể ta cho ngươi chỉ đường. Gặp phải cổ quái như vậy hành khách, sĩ sư phó cũng rất bất đắc dĩ bất quá người này chơi đùa tiền su công phu ngược lại không tệ, còn không chờ hắn liền thường. Thức một chút, hắn liền nghe được đối phương ung dung thanh âm, lái xe mời xem đường. chương 90, bên trong tai ách tiền tệ. Tô Kỳ đứng ở biệt thự ngoại ô khu đại lối đi bộ buồn buồn không vui, nàng đáng thương biết bao. Không phải làm hư một ít gì đó, để cho sư tỷ sư phụ thương càng thêm thương. Không phải là đụng phải ít thứ vừa vặn nện vào các nàng chứ sao, chính nàng mới xui xẻo có thể trách nàng. Không đều là tay ách tiền tệ sai mà, lại không thể thông cảm xuống, lại đem nàng đuổi ra, thật. Là kêu lúc ta tới sau khi xuống tử mệnh lệnh. Bây giờ để cho ta trở về thì với chơi đùa tựa như, sao? Đó Tô Kỳ có thở dài nói, ta phải thế nào trở về? Chạy về. Nói thật ra, nàng có chút không dám chạy, vừa mới liền định chạy về. Nhưng là không biết đường là nói một chút chủ yếu nhất vẫn là chạy chạy dễ dàng té vừa mới liền té một cái nàng mũi đều đỏ nhưng là điện thoại di động tắt máy cũng không người đến tiếp tục nàng nha suy nghĩ một chút tô kỳ bắt đầu ở phụ cận thối tiền bao quả thực không được thì trở về sư phụ nàng tỉ nhà sạc điện sau đó trở về nhà nàng mới không vui đợi biệt thự về nhà thật tốt chẳng qua là nàng tìm nửa ngày cũng không tìm được gì lấy nàng bây giờ vận khí xem ra là không hy vọng nào tô kỳ sinh khó chịu khi nàng dự định trở về biệt thự thời điểm một chiếc xe đột nhiên ngừng ở bên cạnh nàng tiếp lấy trên xe xuống một người khi nhìn đến người này trong nháy mắt tô kỳ liền cười sau đó hưng phấn chạy tới ôm lấy hắn tới chính là giang tả hắn chính là chuyển tốt lâu tiền su mới tìm được tô kỳ thật cố gắng khó tìm tô kỳ ôm giang tả sau đó đi từ từ đầu người rốt cuộc tìm được ta giang tả mặt đầy bất đắc dĩ nói không tìm được ngươi ngươi liền muốn ném tựa như bất quá bị tô kỳ như vậy ôm hắn thật có điểm không có thói quen bao nhiêu năm không với nữ áp sát như thế luôn có nhiều chút cảm giác không thoải mái thấy bất quá tốt ở đối phương là tô kỳ độ thích ứng rất cao sau đó tô kỳ ngẩng đầu nhìn giang mắt trái kinh ngạc nói ngươi làm sao tìm được ta giang tả nhàn nhạt nói tùy tiện tìm tô kỳ sau đó nàng suy nghĩ một chút nói, cũng vậy, lúc trước ngươi cũng đặc biệt dễ dàng tìm tới ta. Lời này để cho Giang tả sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút thật giống như thật là như vậy. Bất quá vậy đại khái chính là ẩn núp thiên phú. Chẳng qua là ở một trường học tìm tới ngươi, thật thật kỳ quái sao? Sau khi Giang tả liền đem Tô Kỳ thuận lợi tiếp tục về nhà. Dọc theo đường đi Tô Kỳ than phiền tốt nhiều đồ tỉ như tỉ hắn các nàng không có nhân tính đem nàng đuổi ra tỉ như chính mình liền xui xẻo ném khỏi đây cái té cái này nàng khó khăn biết bao nghe được tô kỳ than phiền giang tả cũng biết thánh địa hẳn không có tổn thất gì người này tâm tình cũng không bị ảnh hưởng quá lớn về đến nhà giang tả nhìn nàng mũi đạo té tô kỳ gật đầu một cái ủy khuất nói đúng nha rất đau hơn nữa ngươi lại bây giờ mới hỏi ta vừa lúc đó một trận khanh khách âm thanh truyền vào bọn họ trong tay tô kỳ kinh ngạc sau đó hướng sân thượng liếc mắt nhìn tiếp lấy nàng kinh hoàng phát hiện hồng thự bị treo ở trên ban công thủ đoạn cực tàn nhẫn nàng lập tức tới ngay đem nó để xuống sau đó nhìn giang tả đạo người liên quan giang tả nó đem ngươi bình hoa vỡ vụn ta chính khiến nó lấy cái chết tạ tội đây tô kỳ thần sắc ngẩn ra há bình hoa toái như vậy a à, kia tiếp tục treo giang tả cuối cùng hồng thự vẫn bị thả lại ao nước bất quá bị giang tả lạnh giọng cảnh cáo cảnh cáo nội dung rất đơn giản còn như vậy sẽ để cho nó ngày ngày phụng bồi nhật viêm thạch ngủ cái thanh này hồng thự dọa cho sau đó tô kỳ chạy đi lật tủ lạnh phát hiện bên trong trừ bình quả cũng chưa có khác đồ vật mấy ngày nay ngươi không phải là xin nghỉ sao thế nào không mua đồ trở về làm cơm giang tả nhàn nhạt nói, ta tài nấu ăn ngươi không hiểu, được. Rồi, Tô Kỳ có thể hiểu được, sau đó nói, ta đây đi xuống mua mang thức ăn nấu cơm cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Suy nghĩ một chút Tô Kỳ lại nói, coi là, cũng là ngươi đi xuống mua đi. Ta gần đây vận khí không được, mua mì gói cũng không mang theo gia vị, nghe. Nói như vậy giang tả sừng sốt một chút, cảm giác này làm sao lại quen thuộc như vậy chứ, sau đó giang tả khiếp sợ hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì ngay từ đầu còn không có cảm giác tô kỳ đây cũng là té như vậy là đụng cái này cũng xui xẻo cũng là xui xẻo vốn là giang tả còn tưởng rằng là nhất thời vận khí nhưng là dưới bình thường tình huống tô kỳ vận khí thật sẽ như vậy không tốt sao đương nhiên là không có khả năng nếu như là trước lời nói giang tả có lẽ còn sẽ cho là như thế nhưng là tô kỳ là thánh địa đệ tử còn nhận biết thánh nữ, cái này không khỏi không để cho hắn nhớ tới. Trước hắn đặc biệt mà chuẩn bị tai ách tiền tệ. Tô kỳ bên trong có khả năng lớn vô cùng, sau đó giang tả đi tới tô kỳ bên cạnh. Cầm lên tay nàng, thử đi thăm dò tìm tai ách tiền tệ vết tích, đáng tiếc hắn nhìn không ra bớt. Kỳ vết tích, tai ách với may mắn như thế, là thế gian cực kỳ đặc thù lực lượng. Nó không nhìn thấy không sờ được, trừ phi đại đạo đã thành có đại đạo cơ sở xuống mới có thể nhìn rõ một tia, nếu không không người nào có thể rõ ràng nhìn. Ra, có hiệu lực tai ách tiền tệ với không dung hợp tai ách tiền tệ. Căn bản không phải một cái khái niệm, lúc trước hắn coi như là tai ách cũng có thể thấy được. Nhưng là bây giờ hắn không có năng lực làm, thậm chí ngay cả áp chế biện pháp cũng không có. Tô Kỳ thấy Giang tả một mực nắm tay nàng, kỳ quái, thế nào, Giang? tả phục hồi tinh thần lại, không có gì, ta đi mua thức ăn, tô. Kỳ không giải thích được, được rồi, ta đây đi thay quần áo, nhớ nhanh lên một chút. Ta đói, giang tả gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài mua thức ăn. Chẳng qua là vừa ra khỏi cửa, giang tả chân mày liền nhíu lại. Lần này thật là tính sai, đối với người khác ném đá giấu tay. Lại xuống đến tự mình lão bà trên người. Hơn nữa còn là chính mình biết chẳng nhiều loại, mặc dù không chắc chắn, nhưng là tám chín phần mười chuyện này nếu như bị biết ta sẽ bị đánh chết sao giang tả lắc đầu tự diễu bất quá hắn cũng có chút vui mừng cũng may chẳng qua là một loại tay ách tiền tệ nếu không hối hận cũng không kịp bởi vì tô kỳ duyên cớ giang tả cũng không thế nào dám tùy ý đối với thánh địa dưới người tay làm giang tả sau khi xuống lầu hắn nhìn thấy phía trước có cái trung niên đạo nhân quấn một nữ tử thí chủ bần đạo nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen tai ách bao phủ nhất định có họa sát thân nha ba lão lưu manh cô gái kia hạ thủ không chút do dự độn vung hoàn liền đi giang tả ở một bên nhiều hứng thú nhìn người đạo nhân này hắn từng thấy hẳn còn không chỉ một lần nhưng là nhiều lần tu vi rất bất đồng tỉ như lần này lại không có bất kỳ tu vi nào ba động giang tả nhìn hắn mà hắn bụng mặt lúc say người sau khi cũng thấy Giang Tả. Khi nhìn đến Giang Tả trong nháy mắt, hắn chân mày liền không tự chủ được một trận co rúc, vận khí thực xui xẻo. Lại là này cái lòng đen tối nhân vật hung ác, đạo sĩ kia không có chút nào nghĩ tưởng để ý tới. Giang Tả tóm lại thứ người như vậy hắn không muốn trêu chọc Tẩu Vi thượng sách. Chờ một chút, đạo sĩ vừa mới dự định phải đi, liền bị Giang Tả gọi lại, "Thí chủ, bần đạo có chuyện quan trọng trong người, sẽ không phụng bồi, Giang" tả lập tức nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi thật có thể thấy tai ách khí tức. Đạo sĩ kia khá có thâm ý nhìn giang tả, sau đó một bộ cao nhân phong độ đạo, dĩ nhiên, có. Biện pháp giải quyết tai ách sao, đạo sĩ đưa tay ra, một viên ngũ phẩm linh thạch, giang. Tả không chút do dự xuất ra linh thạch, nhận lấy linh thạch, đạo sĩ nghiêm mặt nói, không có. mươi 91, song tu công pháp. Đối với đạo sĩ trả lời, giang tả cũng không nghĩ là, chỉ là muốn thử một chút thôi một viên ngũ phẩm linh thạch mà thôi cũng không coi vào đâu giá thật lớn bất quá người tài cao gan lớn rất thích hợp đối phương tương lai còn dài mọi người tổng hội gặp mặt lại giang tả nhẹ nhàng nha âm thanh sau đó cứ như vậy càng đến đạo sĩ rời đi ngược lại đem ở một bên đang dùng khiêu khích ánh mắt nhìn giang tả đạo sĩ cho kinh động đến người này cứ như vậy đi cam tâm tình nguyện thua thiệt trong lòng thoải mái cảm giác thoáng cái thiếu hơn phân nửa đối phương hẳn phấn khởi giết chết hắn mới đúng như vậy hắn sẽ để cho đối phương càng khó chịu chờ một chút lần này đến phiên vị đạo sĩ kia gọi lại giang tả giang tả xoay người nhìn về phía đạo sĩ có chuyện đạo sĩ suy nghĩ một chút có một cổ phương tử nghe nói song tu có thể áp chế tai ách giang tả cau mày song tu thật ra thì giang tả đời trước rất nhiều thứ cũng nghiên cứu qua công pháp tự nhiên cũng nghiên cứu qua không ít nhưng duy chỉ có song tu không thế nào nghiên cứu qua cái này là thật không có biện pháp chuyện song tu lại sự tình này hắn cho tới bây giờ cũng chưa có suy nghĩ qua trung niên đạo sĩ đạo dạ song tu trong thiên hạ song tu thậm chí còn cao pháp môn là tiến vào đại đạo dễ dàng nhất cũng là được sùng bái nhất một trong phương thức ta có một vấn đề ngươi nói song tu với ta hiểu song tu như thế sao ở ta hiểu còn không chờ Giang tả nói xong, đạo sĩ kia liền nói, dừng một chút dừng. Chớ cùng bản đạo nói cái gì tánh mạng song tu, bản đạo nói. Đương nhiên là đạo lữ song tu, Giang tả chân mày cau lại, có công pháp sao? Sau đó nói sĩ bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng nói, cất giấu vật quý giá bản có muốn không? Nhất phẩm linh thạch một bộ, ta đây có mấy trăm bộ. Nếu là đơn đặt hàng lớn một chút, mượn một bộ nói chuyện, cũng là có thể không giang tả có chút không hiểu nổi đạo sĩ kia nói xong tu công pháp với hắn hiểu xong tu công pháp loại bỏ tánh mạng xong tu dường như không quá giống nhau sau đó giang tả hay lại là đạo có thể trước cho ta xem nhìn sao đạo sĩ đưa tay một viên tam phẩm làm tiền đặt cọc giang tả vẫn không có do dự sau đó nói sĩ cho giang tả một cái usb giang tả chấm hỏi vật này đương nhiên là đuổi usb trong quả thực thấy Giang Tả không hiểu, đạo sĩ lập tức giải thích, chỉ bất quá Giang Tả hay lại là cau mày. Sau đó nói sĩ lại lấy ra một tờ giấy, phía trên là một chuỗi địa chỉ trang web. Giang Tả, vậy là cái gì? Người nếu không muốn an toàn, đó là đương nhiên cho ngươi lưới bản, yên tâm. Vĩnh cửu hữu hiệu, bất quá còn xin mau sớm kế tiếp giải áp bao, để phòng bất chắc. Đúng bên trong có xem thử sản phẩm, kính xin thưởng thức đạo sĩ hơi mỉm cười nói gió nhẹ lướt qua hắn phát sao cũng không có hiển lộ ra bất kỳ bỉ ổi khí chất chẳng lẽ là ta nghĩ rằng sai giang tả tâm lý không khỏi nghĩ đến bất quá hắn vẫn đăng vào địa chỉ trang web nhìn một chút ân quả thực có một được đặt tên là song tu đại pháp toàn tập áp xúc bao sau đó còn có một mới vào song tu tin tức giang tả không có gì do dự trực tiếp một chút đi vào sau đó sau đó cũng chưa có sau đó hắn mặt sạm lại đóng lại điện thoại di động hắn phát hiện mình ngay từ đầu liền không có nghĩ sai đồ chơi này căn bản không phải cái gì song tu công pháp chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu đi tìm vị đạo sĩ kia thời điểm phát hiện hắn đã sớm không thấy tăm hơi giang tả bất đắc dĩ nói người này rốt cuộc là người nào trước nhưng khi cao nhân tặng người thiên đại tạo hóa sau có thể làm lưu manh đạo sĩ Buôn bán, chân phẩm, xong tu pháp. Là đang ở trải qua thế gian, lĩnh ngộ trên hết đại đạo sao, hẳn không khoa trương như vậy. Sau đó giang tả cất điện thoại di động, về phần địa chỉ trang web với USB. Giống vậy bị hắn thu, vật này liền là vô dụng cũng không thể ném loạn, sau khi giang tả sẽ không. Gặp phải cái gì kỳ quái chuyện, bình thường mua xong thức ăn trở về. Vừa về đến nhà, giang tả liền thấy Tô Kỳ mặc quần áo rộng thùng thình treo chọc hồng thự tới nhảy một chút, làm xong kéo duỗi vận động, được, bay lên bổ nhào, ba. Một tiếng, hồng thự trực tiếp lật ở trên bàn, nó tội nghiệp nhìn tô kỳ. Một bộ ta sai cũng không dám, nữa bộ dáng. Tô kỳ nắm bình quả đặt ở hồng thự trước mặt, vừa mới nhận rõ ràng. Ta đồ vật một món đều không thể làm hư. Nếu không ngày ngày cho ngươi 360 độ từ đầu đến cuối lật, 180 độ bên lộn mèo, hồng. Thự không chút nghĩ ngợi gật đầu, két, giang tả, đây là việc trải qua cái gì, đem Hồng Thự thả lại ao sao?" Tô Kỳ cười đi tới Giang Tả bên người nhận lấy thức ăn. Xem ra nàng trêu chọc Hồng Thự trêu chọc rất vui vẻ, "Hồng Thự rất thông minh, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua con vịt có thể thông minh như vậy." "Cũng sắp thành tinh." Giang Tả nhàn nhạt nói, "Vịt Donan đã thành tinh Tô." Kỳ món ăn lấy ra, sau đó bắt đầu thanh tẩy, nhưng là không giống nhau a. À. Đây chẳng qua là ở trong tivi con vịt hồng thự là nhà chúng ta con vịt hơn nữa còn rất khả ái hù dọa một chút liền nhu thuận tới giúp ta đem tay áo giấy gấp xuống tô kỳ tay áo tương đối rộng vừa mới vén đứng lên liền té xuống ở rửa rau tay thoáng cái không có cách nào đụng giang tả đi qua hổ trợ giấy gấp mấy tầng tô kỳ tay tinh tế trắng nõn không hề giống làm việc nhà tay ta lúc đầu là nghĩ nuôi lớn đem nó thịt kho tàu hồng sắc con vịt không thế nào từng thấy mùi vị cũng có thể tô kỳ cắt thức ăn liếc mắt giang tả như vậy có linh tính con vịt ngươi đều muốn ăn có hay không lương tâm lương tâm giang tả đặc biệt suy nghĩ xuống hắn cảm thấy hắn ăn hẳn là không có gì áp lực trong lòng đa linh khuyển hắn trước đây không lâu còn mới vừa ăn sau đó còn không chờ giang tả trả lời tô kỳ quay đầu tiếp lấy thái thịt đạo không cho phép ăn, đối với lần này Giang Tả không nói gì. Vừa nghĩ tới Hồng Thự không cần đi ị, hắn liền buông tha ăn nó dự định. Lúc này Giang Tả thấy Tô Kỳ đang cắt nhục. Không biết có phải hay không là mình luyện qua đao pháp duyên cớ, thấy Tô Kỳ cắt thịt. Giang Tả đặc biệt không thoải mái, thủ pháp này. Không hề giống một cái tu chân giả nên có, nát bạo nổ, Giang Tả không nhịn được nói. Ta tới cắt đi. Tô Kỳ kinh ngạc nhìn Giang Tả, ngươi chừng nào thì sẽ thái thịt Giang. Tả hai tay đè chặt Tô Kỳ bả vai, sau đó đem nàng rời qua một bên. Tiếp lấy chính mình vén tay áo lên cầm lên đau, vẫn luôn biết. Chẳng qua là ngươi không biết mà thôi. Tô Kỳ đạo, nào có chúng ta chung một chỗ lâu như vậy. Ta cũng không thấy ngươi làm qua cơm, Giang. Tả nhàn nhạt, sau khi tốt nghiệp ngươi đều không ngừng đi công tác, cũng có máy sẽ biết. Trước khi tốt nghiệp chúng ta thường xuyên thức ăn đường, Tô Kỳ sững sờ, nói một chút đến đi công tác, để tài liền không nữa dễ dàng. Vốn là bầu không khí còn rất tốt, thoáng cái thì trở nên nặng nề rất nhiều, Tô Kỳ còn dự định giải thích. Chẳng qua là lúc này giang tả đã qua đao. Đao nhìn như rất nhẹ, lại vừa nhanh vừa chuẩn, trông rất đẹp mắt, Tô Kỳ kinh hô, rất lợi hại. Người làm sao bây giờ đến, thật ra thì giang tả biểu diễn đao pháp rất phổ thông người bình thường là có thể làm được tô kỳ sở dĩ kêu lên là bởi vì giang tả chẳng qua là người bình thường mà người bình thường cũng phải luyện giỏi lâu mới có thể làm được như thế quan trọng hơn giang tả là tô kỳ lão công thấy chồng mình trong người bình thường coi là lợi hại tự nhiên thật cao hứng rất kinh ngạc lúc này tô kỳ cầm nồi tay đột nhiên chợt một cái cạch một tiếng trực tiếp nàng chân cho đập còn vừa vặn là ngón út thật là đau giang tả thân là tu chân giả, lần này không nên đau, chẳng qua là đập thời cơ cùng với vị trí quá khéo. Yếu ớt nhất thời điểm tới một đòn. Vận khí này thật là thua. mươi 92, chúng ta đi ngủ đi. Một bữa cơm đi xuống, tô kỳ tiền tiền hậu hậu xui xẻo ba lần. Có một lần nồi cũng đốt, phải biết bọn họ chẳng qua là phổ thông phòng bếp nấu cơm. Nồi bốc cháy cũng không phải là bọn họ kỹ năng, một bốc lửa liền dễ dàng hoàng. Chờ ăn xong thời điểm, Tô Kỳ liền định đi rửa chén, Giang Tả nói thẳng, "Ta tới đi." "Không." "Ta tới, không việc gì, khẳng định không thành vấn đề." "Tô Kỳ đạo, không thành vấn đề sao, vừa mới té cái." Giang Tả nhìn thùng rác chén trong lòng nghĩ. "Đến, Tô Kỳ vẫy vẫy tóc đạo, "Giúp ta lấy mái tóc cột lên, ta cũng không tin." "Giặt rửa cái chén ta còn liên quan không được, Giang." Tả sững sờ, sau đó trở về phòng ngủ chính, tiếp lấy xuất ra dây cột tóc thời cơ vừa vặn hắn vốn là định đem vật này cho Tô Kỳ dùng, hộ mệnh pháp bảo mà thôi. Đối với Giang Tả mà nói hắn từ không lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Hắn để ý là ngày ngày đi ra ngoài mãng Tô Kỳ. Nhất là phát hiện Tô Kỳ khả năng bên trong tay ách tiền tệ. Vậy thì càng cần nếu như vậy hộ mệnh pháp bảo. Xuất ra dây cột tóc, Giang Tả liền như không có chuyện gì xảy ra đi tới Tô Kỳ sau lưng sau đó giúp nàng suy ngẫm tóc tiếp lấy dùng dây cột tóc hỗ trợ chói chặt bởi vì dây cột tóc rất dài cho nên chói xong còn dư lưu rất nhiều giang tả sẽ để cho dây cột tóc ở hai bên thùy đuổi tóm lại giang tả nhìn thật hài lòng tô kỳ nghiêng đầu nhìn một chút kinh ngạc nói ồ đây là cái gì thật là đẹp giang tả đứng ở một bên dây cột tóc tô kỳ vui vẻ nói lấy ở đâu mua đưa ta ta rất thích một câu nói này, trực tiếp phải trả lời tất cả vấn đề. Cộng thêm còn đuổi theo định cái này là mua được đưa nàng, bất quá cũng không kém. Toàn bộ giang tả cũng không muốn giải thích cái gì, chẳng qua là nhàn nhạt nói, thích là được. Tô Kỳ vui vẻ cười, ngươi tốt lâu không mua đồ cho ta, cũng là ngươi tối, phanh. Một tiếng, chén chẳng biết lúc nào từ Tô Kỳ trong tay chảy xuống, sau đó. Nó toái, liền hai cái chén, trực tiếp liền cho toái một cái, giang tả, Tô Kỳ. Tô Kỳ hướng Giang Tả cười khan hai tiếng, không việc gì. Một cao hứng liền muốn té món đồ ăn mừng xuống. Giang Tả không lời nào để nói, bất quá té cũng té cũng không có cách nào hơn nữa. Ai bảo là hắn ném đá? Giấu tay, đây nếu là bị biết, Tô Kỳ thì không phải là thái độ này. Chờ làm xong sau, Tô Kỳ chạy phòng vệ sinh đi, không vì cái gì khác, liền muốn nhìn một chút dây cột tóc. Cái này dây cột tóc quả thật rất đẹp mặc dù là màu sắc rực rỡ nhưng là tương đối mà nói không có chút nào hoa tiếu. Hơn nữa sờ cảm giác đặc biệt thoải mái. Nhìn hồng thự cẩn thận từng ly từng tí ăn bình quả giang tả. Đột nhiên nghe được tô kỳ gào thét giang tả đi vào đi vào giang tả bất đắc dĩ đi tới. Lúc này tô kỳ nắm dây cột tóc mặt đầy ủy khuất. Vừa mới ngươi thế nào chói dậy ta. Giang tả không nói gì đi thẳng tới tô kỳ sau lưng sau đó hướng về phía kính tử nắm tô kỳ tóc từng bước từng bước dậy trước như vậy sau đó quẹo qua đến tiếp lấy hai bên kéo một cái là được rồi tô kỳ nhìn trong gương giang tả đạo đây là cái gì trói pháp người kia học giang tả theo bản năng đạo dạ chẳng qua là mới mở miệng giang tả liền cảm giác mình thiếu chút nữa nói lộ ra lúc trước trói đa linh khuyển thời điểm học chuyên môn dùng để trói đa linh khuyển tứ chi đây là trên mạng học Tô Kỳ cười cười, sau đó chính mình học chói, nàng thiên tư quả nhiên rất không tồi. Vừa học liền biết, sau khi đầu nàng ngửa ra sau, nhìn phía sau Giang Tả Đạo. Đẹp mắt không? Giang Tả gật đầu một cái, đẹp mắt Tô. Kỳ lại nói, ta là hỏi, lão bà ngươi ta đẹp mắt không? Giang Tả vẫn gật đầu, ta chính là nói ngươi chờ coi, đây. Là thật Tô Kỳ quả thật rất đẹp mắt, toàn thân cao thấp, không khơi ra quá nhiều khuyết điểm. Trọng yếu nhất mấy nơi cơ hồ là Hoàn Mỹ. Đương nhiên, nếu như bình thường ánh mắt nhìn lời nói. So với Tô Kỳ đẹp đẽ nhất định là có không ít tỷ như thánh nữ hoặc là ma tu thánh nữ. Hay hoặc là Lục Nguyệt Tuyết nhưng là ở giang trong mắt trái. Những người đó hoàn toàn không cách nào với Tô Kỳ như nhau. Giang Tả sống nhiều năm như vậy, chân chính có thể để cho hắn nhìn chăm chú. Chỉ có Tô Kỳ một người, chính là cửu tịch cũng không thể thù đối với Giang Tả mà nói chẳng qua là thù. Kiếp trước hắn chưa bao giờ thay đổi qua giết Cửu Tịch ý tưởng, cũng không có vạn vẹo qua giết Cửu Tịch ý nghĩ. Vạn sự vạn vật đều không cách nào xúc động nội tâm của hắn. Này, Tô Kỳ mang theo tiếng làm nũng thanh âm kéo rất dài, sau đó nói: người đang suy nghĩ gì đấy? Tốt như vậy bầu không khí, Giang Tả phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có. Tô Kỳ bây giờ đầu còn ngửa về sau để đến giang ngực trái, sau đó nhìn giang tả ta. Là nói, người đã lão bà xinh đẹp như vậy, người không cúi đầu hôn một cái. Cũng đưa tới cửa, giang tả sững sờ, lúc này Tô Kỳ quả thật có chút không giống nhau. Cảm giác kiêu tiểu khả nhân rất nhiều. Giang tả cúi đầu nhìn nàng, thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt thoang thoảng ân. Nước gội đầu mùi vị, nhưng là để cho hắn cúi đầu hôn một cái đi, nói như thế nào đây? giang tả sống nhiều năm như vậy hoặc có lẽ là tự tô kỳ không ở phía sau hắn trên thế giới căn bản không có tình yêu nam nữ càng chưa từng nghĩ chuyện nam nữ bây giờ đột nhiên để cho hắn hôn một cái nữ loại này thao tác hắn rất xa lạ xa lạ để cho hắn có chút dè đạt hoặc là tay chân luống cuống tóm lại chính là không làm được thấy giang tả chậm chạp không có phản ứng tô kỳ thẳng nhận xoay người nhìn giang tả nàng hai tay treo ở giang tả trên cổ sau đó hỏi ngươi vẫn còn ở giận ta giang tả lắc đầu hắn quả thật không hề tức giận không tức giận ngươi cũng dám đối với ta thờ ơ không động lòng lúc trước ngươi không phải như vậy nói song tô kỳ sẽ không cho giang tả phản ứng trực tiếp nhón chân lên đụng phải giang tả miệng cứ như vậy trong nháy mắt tinh thần chưa bao giờ buông lỏng sang sông bên trái xuất hiện trong nháy mắt chậm chạp vừa mới như vậy trong nháy mắt nếu như có người đánh lén hắn tỷ lệ thành công đem trước đó chưa từng có cao nhưng là cũng liền một cái chớp mắt hắn lại khôi phục tỉnh táo hơn nữa càng thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình phải bình tĩnh muốn thích ứng đổi thành lúc trước đây là rất bình thường chuyện bất quá không bao lâu tô kỳ tự buông ra sau đó không chớp mắt nhìn giang tả sau đó kéo kéo chính mình quần áo đạo chúng ta đi ngủ đi giang tả mặt đen lại, bây giờ còn giống như rất sớm, không? Còn sớm, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh. Đi thôi, vừa. Nói liền muốn kéo giang tả đi, chỉ là vừa mới vừa xoay người muốn đi, liền phanh một tiếng. Đụng vào trên tường. Người không sao chớ, không việc gì, ngủ một giấc liền có thể, vừa. Nói sẽ chả phải đi, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi điện thoại di động của nàng vang. Chấm chấm phẩy. Điện thoại di động của ngươi vang, nếu không trước tiếp một chút. Tô Kỳ lấy điện thoại di động ra, Giang Tả thấy là nàng tỷ đánh tới. Bất quá Tô Kỳ trực tiếp ngủm, sau đó tắt máy, tiếp lấy lại lấy ra Giang Tả điện thoại di động. Lại vừa là trực tiếp tắt máy. Được, lần này có thể an tâm ngủ. Sau đó kéo Giang Tả liền đi, chẳng qua là phát hiện Giang Tả có chút kéo không nhúc nhích. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, lại nhìn phòng vệ sinh, tiếp lấy kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này, sau đó mặt đầy ngượng ngùng nói. Ta thật ra thì cũng có thể thử một chút. Giang tả mồ hôi lạnh tất cả đi ra, không có, ngươi không nên suy nghĩ nhiều thứ lộn xộn. Trường 93, dây cột tóc không thể cởi. Tĩnh Nguyệt nhìn điện thoại di động lắc đầu nói, xem ra là quấy giày nàng chuyện tốt. Điện thoại di động cũng tắt máy, có như vậy không dằn nổi sao? Lúc này tĩnh Nguyệt là bình thường dáng vẻ, nàng vừa nhìn về phía bên cạnh nằm trên giường tự mình sư phụ thánh nữ chính là được không làm bậy chỉ cần chậm một chút sau đó đổi một kiểu liền có thể đúng không sư phụ nhà quên người thiếu chút nữa đem hai cái kiểu cũng đùa chơi chết bây giờ không có phương tiện nói chuyện nguyệt tịch trở về nàng muốn đánh chết cái này xú nha đầu sau đó tĩnh nguyệt nhìn phía bên ngoài cửa sổ lẩm bẩm nhưng là luôn cảm giác không khoa học hai người bọn họ làm sao biết không chiến tranh lạnh không cãi nhau đây rõ ràng cũng muốn ly hôn bây giờ trở về liền dây dưa đồng thời với chẳng có chuyện gì tựa như tĩnh nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên chẳng lẽ giang tả biết nàng lão bà bí mật sau đó cố ý không vạch trần nhưng là giang tả người này có lớn như vậy trí tuệ tĩnh nguyệt lắc đầu một cái coi là không thể nào sáng sớm ngày thứ hai Giang tả nằm ở trên giường, lúc này Tô Kỳ liền nằm úp sấp ở trên người hắn ngủ, trong đầu hắn. Không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, tĩnh táo hơn. Không nên bởi vì loại sự tình này ảnh hưởng hắn chỉ số thông minh, bất quá. Thế giới thật biến hóa, hắn trở lại chính là trở lại, hết thảy đều ở bắt đầu lại. Hơn nữa còn hướng địa phương tốt mặt đi, lúc này Tô Kỳ chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Nàng hít mắt nhìn Giang Tả, vui vẻ nói, người muốn bổ thân thể, Giang Tả sau đó tô kỳ đứng lên nàng khẽ hát mặc quần áo muốn ăn cái gì ta cho ngươi đi làm điểm tâm giang tả không lên tiếng mà là nhìn tô kỳ từ tô kỳ xuyên hoàn quần áo đến đi ra ngoài đến đánh răng rửa mặt một món chuyện xui xẻo cũng chưa từng xảy ra lại sự tình này giang tả từ tối hôm qua liền bắt đầu quan sát sau đó giang tả xuất ra tiền xu bắt đầu không ngừng chuyển động sau đó hắn cười có lẽ lão đạo kia xong tu pháp thật hữu dụng nhưng là song tu bất quá chẳng qua là quá trình. Chân chính quấy nhiễu tai ách là chính bản thân hắn. Phải biết hắn là may mắn bực nào người, lầm vào tiên linh động phủ. Lại vào chiến trường thời viễn cổ, ngộ đạo quả, ngộ đạo thạch. Hắn cái nào thiếu qua, thẳng đến đại đạo đỉnh phong hắn lúc nào thiếu kỳ ngộ. Như vậy vận khí thật là không phù hợp lẽ thường. Có hắn ở chính là một khối tai ách tiền tệ tính là gì, song tu chẳng qua là vô nghĩa thậm chí dắt tay cũng sẽ để cho tô kỳ từ từ cách xa tai ách nếu là ngày ngày ở nhà có lẽ chỉ phải ở nhà tai ách tiền tệ liền đối với tô kỳ không có hiệu quả đương nhiên cái gọi là song tu mới có thể giữ vững thời gian rất lâu để cho tô kỳ miễn cho tai ách tiền tệ ảnh hưởng lúc này tô kỳ lại tới hỏi người muốn ăn cái gì trả lời tùy tiện hậu giang bên trái liền vừa nằm xuống đi thân thể có loại bị móc sạch cảm Giác dường như gần đây thức đêm tu tiên bạc đãi thận, cảm giác nhất hào bầy tiêu tiểu mạc. Thật giống như không tìm được phá hiểu đại lão. Lục Nguyệt Tiết phát một đồng ý biểu tình, tối ngày hôm qua Sơ Thanh cũng a à còng một đêm. Phá hiểu đạo hữu một chút phản ứng cũng không có, Liễu. Y y phát đồng tình biểu tình, Sơ tình làm sao? Sơ Thanh còn sống không? Lục Nguyệt Tiết, chết không, các ngươi cũng không phải không biết Sơ Thanh thể chất đặc thù chính là bóng ma trong lòng có chút lớn mà thôi. Hắn bây giờ đang ở ta đây, ma tu mặc ngôn có thể tạm thời trấn an hắn. Mặc ngôn tiên tử phát một hất bàn biểu tình, ta là ma tu ư. Người lại để cho ta làm bác sĩ tâm lý, ta ma tu không sĩ diện. Tiêu tiểu mặc đạo, khổ cực tiên tử, sơ tình là bởi vì lôi ngân trùy không cách nào sử dụng. Mới rồi hướng sơ thanh động thủ, lại nói. Các ngươi chẳng lẽ cũng không có lôi ngân trùy phương pháp sử dụng sao? cái này chẳng qua là phổ thông pháp bảo chứ. Xích huyết đồng tử phát một lắc đầu biểu tình, vô dụng, phương pháp ta tìm tới. Nhưng là bên trong giường như thêm một đạo khóa, cho nên sơ tình mới không cách nào sử dụng. Tiêu tiểu mặc thở dài, ủy thác cũng để cho mặc ngôn hỗ trợ phát. Nhưng là vẫn là không có người có thể giải quyết, hải. Điền đào khách cũng lập tức nói, ta bên này tìm vị đoán tạo sư bằng hữu hai ngày sau sẽ tới bất quá ta đề nghị hay là tìm phá hiểu đạo hữu tương đối khá mặc ngôn tiên tử ta cũng cảm thấy phá hiểu đại lão mặc dù túm điểm mặc dù làm cho người ta chán ghét điểm mặc dù muốn lộng chết hắn điểm nhưng là hắn là thật là lợi hại tiêu tiểu mặc một hàng thở dài chính là không tìm được cũng không biết phá hiểu đại lão lại chạy kia mạo hiểm đi đây là sự thật bọn họ cũng đều biết phá hiểu đặc biệt có thể chạy tiên linh động phủ tiền nhân một bước đi vào huyết yêu đại bản doanh cũng tiền nhân một bước đi vào hơn nữa hai địa phương này ngay từ đầu còn cũng không cách nào truyền tin như vậy thì sẽ tạo thành bọn họ không liên lạc được đối phương về phần điện thoại biết rất ít người biết cũng đánh đáng tiếc tắt máy mà bây giờ giang tà cũng không có đi chỗ nào mạo hiểm mà là đứng ở sân thượng nhìn hồng thự hồng thự diêu bãi cánh rèn luyện thân thể thỉnh thoảng bên eo thỉnh thoảng đi phía trước đánh. Hoặc là lui về phía sau nằm, Giang tả hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Rèn luyện 360 độ từ đầu đến cuối lật với 180 độ bên lộn mèo, hồng. Thự gật đầu một cái, két. Giang tả hiếu kỳ nói, ngươi học cái này làm gì? Học xong tiếp lấy té bình hoa. Sau đó không cần lo lắng tô kỳ cho ngươi đủ loại lật, hồng. Thự ngoẹo đầu sau đó bất minh sở dĩ kết một câu, được rồi. Giang tả cũng không hiểu nó đang nói gì, bất quá yêu muốn chết liền muốn chết đi. Giang tả lại nhìn một chút trong phòng bếp Tô Kỳ, phát hiện nàng bây giờ thật không có xui xẻo. Như vậy chắc chắn, thật là Tô Kỳ bên trong tai ách tiền tệ, lúc này Tô Kỳ la lên. Tới thái thịt, hả, Giang tả ứng tiếng liền đi vào. Trên thực tế bọn họ ở nhà đều không nói chuyện khác. Bây giờ Giang tả không thể nào với Tô Kỳ cãi nhau hoặc là chiến tranh lạnh, trừ phi Tô Kỳ ánh hưởng đến hắn, tỉ như lập tức sẽ phát hiện tai ách tiền tệ là hắn xuống. Nếu như một trận chiến tranh lạnh có thể hóa giải loại sự tình này. Hắn không ngại tới một trận, đi tới phòng bếp Tô Kỳ liền đem dây cột tóc cho Giang Tả, Giang Tả. Ngoặc kép chấm hỏi, chấm hỏi, giúp ta trói, ngươi không phải mình biết sao? Vậy cũng không có ngươi cột chắc nhìn, lại nói ngươi lại không thể lãng mạn điểm sao? Cho lão bà của mình trói đầu phát thế nào? Sao? đó giang tả nhận lấy dây cột tóc đạo, nhớ, sau này bất kể đi đâu, bất kể đang làm gì vậy. Dây cột tóc đều không thể cởi. Gội đầu cũng không có thể sao, ngươi đây là đang tranh cãi, vậy cùng ngươi ngủ đây. Giống như tối hôm qua như vậy. Nha, không thể cởi, tóc tan họp ép đến quấy phát. Được rồi, lấy hậu thiên thiên mang theo, giang tả nhìn tô kỳ ánh mắt đạo ta nghiêm túc. Tô kỳ trọng trọng gật đầu, tuân lệnh, sau này dây cột tóc chính là ngươi lão bà bùa hộ mạng như vậy được không, đây vốn chính là ngươi bùa hộ mạng, giang tà tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng là không có nói ra, bởi vì này sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết vấn đề. Bất quá vẫn là giúp Tô Kỳ cột chắc, sau đó cắt hắn thức ăn, lúc này Tô Kỳ nhìn giang tà đạo. Vừa mới tỷ của ta gọi điện thoại tới, ta, ta khả năng hai ngày nữa yêu cầu biết về già nhà một chuyến, người biết. Mỗi hai năm cũng có một lần tế tự hoạt động, năm nay phải đến. Giang tà cắt trong thức ăn tâm chút nào không gợn sóng, biết. Ta nhớ được mỗi lần đều phải một tháng chứ. mươi 94, lão bà ngươi là tiên nữ, có thể bay cái loại này. Tô kỳ nhà quả thật mỗi hai năm liền có một lần tế tự, giang tả lúc trước cũng truy hỏi qua. Nhưng là cũng không có được cặn kẽ câu trả lời, chỉ nói là là quê hương tập tục. Nàng không đi trở về cũng không được. Chính là giang tả nghĩ tưởng cùng theo một lúc trở về cũng không được vì thế giang tả cũng chỉ là hiếu kỳ dù sao còn không có chân chính đi chung với nhau thời điểm loại này tế tự liền tồn tại cho nên lúc trước hắn cũng không có suy nghĩ nhiều bây giờ nghĩ lại cái gọi là tế tự hẳn là thánh địa nghi thức nào đó hoặc là hoạt động đi nói tóm lại lần này trở về hẳn là không nguy hiểm đối với lần này giang tả cũng không thèm để ý vừa vặn hắn cũng có chuyện phải làm Tô Kỳ đi tới Giang Tả bên cạnh hỏi, một tháng A, có phải hay không hơi dài, Giang? Tả nhìn Tô Kỳ đạo, ừ, quả thật có chút dài, thật. Ra thì đối với Giang Tả mà nói cũng còn khá. Hắn đến bây giờ cũng không có dài khái niệm thời gian. Dù sao lấy trước hắn ngay cả thời gian cũng không nhớ được. Tô Kỳ ánh mắt vòng vo một chút, sau đó cười nói. Kia ta đi cấp ngươi mang một ít thứ tốt trở lại, tỉ như có thể bổ thân thể thiếu hụt. Cái loại này không độc vô hại tuyệt đối không tác dụng phụ thuốc, nhanh im miệng đi ngươi. Giang Tả mặt sạm lại. Giang Tả không đi làm, Tô Kỳ càng không đi làm, hai ngày thời gian căn bản là ăn cơm, ngủ. Đi dạo phố, nhìn Hồng Thự học lộn ngược ra sau, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Giang Tả lại một lần nữa xác nhận, hắn vận khí thật có thể ngăn cản tai ách tiền tệ mang đến hiệu quả. Bất quá Tô Kỳ rời đi hắn, không biết có thể kiên trì bao lâu, cũng may tay ách tiền tệ không có. Khoa trương như vậy, cũng sẽ không để cho Tô Kỳ Lâm vào trong nguy cấp, huống chi có dây cột tóc. Ờ, xảy ra vấn đề có khả năng càng thấp. Ngày này Tô Kỳ ôm Giang Tả không vui đạo, ta không muốn trở về, ô, chúng ta bỏ trốn đi, Giang. Tả hơi có bất đắc dĩ, chúng ta đã kết hôn. Hơn nữa người lớn nhà ngươi bối cũng không có không đồng ý. Giang Tả cảm thấy ban đầu thánh địa người nếu là không đồng ý hôn sự này, không chừng bọn họ liền thật bỏ trốn. Người này thật đúng là cái gì cũng không sợ, nhưng là một cái tháng thật lâu a. À, đi công tác năm ba ngày ta đã đủ khó chịu. Hai ngày này thật ra thì tô kỳ rất vui vẻ, giống như trước hai người đấu võ mồm một chút liền có thể rất ít thật cãi nhau. Nhưng là tốt nghiệp sau khi kết hôn, nàng đều không ngừng đi công tác hai người bọn họ đều không ngừng cãi nhau. Rất ít như vậy an nhàn, thật vất vả an nhàn một chút, lại muốn cách mở một tháng. Một năm cũng liền 12 tháng, rất khó nhịn, sau khi tô kỳ điện thoại di động kêu. Là nàng tỷ đánh tới, ta ngay tại nhà ngươi dưới lầu, ta lái xe tới đón ngươi nhà tô. Kỳ theo bản năng đạo, ngươi không sợ nửa đường chân phanh đoạn tĩnh nguyệt giang. Tả, sự thật lại một lần nữa chứng minh, tô kỳ biết rõ mình gần đây vận khí không được đại khái cũng biết tai ách tiền tệ tồn tại, chờ Tô Kỳ cúp điện thoại, giang tả đạo. Ta đưa ngươi đi xuống đi, lúc này Hồng Thự Diệp chạy vào, nó phất tay một cái la lên, két. Tô Kỳ buông ra giang tả, ngồi đối với Hồng Thự Đạo hơi mỉm cười nói, ngươi phải nhớ kỹ. Lần sau lại làm loạn, có lẽ không phải là 360 độ, mà là 720 độ. Cho nên thật tốt cố gắng, làm một cái dũng cảm con vịt, không ngừng đột phá tự mình. Đến lúc đó ta cho ngươi chuyển 180 độ, ngươi trực tiếp thanh tú cái 1800 độ kia liền có ý tứ. Hồng Thự nghẹo đầu, dứt khoát nó nghe không hiểu, Giang Tả đem Hồng Thự đuổi trên bờ vai. Sau đó đối với Tô Kỳ Đạo, đi thôi, ta đưa ngươi đi xuống, Giang. Tả kéo Tô Kỳ liền hướng dưới lầu đi, trên đường Tô Kỳ hỏi, làm gì chỉ mong ta đi, đi. Sớm về sớm, Giang Tả nhàn nhạt trả lời. Tô Kỳ rên một tiếng, đại khái hướng về phía câu trả lời này coi như hài lòng, sau đó lại nói. Hồng thự rất có linh tính, người đừng dẫn nó đi ra ngoài khoe khoang, sẽ bị người nhớ tô. Kỳ là tu chân giả, nàng tự nhiên biết hồng thự có thể là linh thú. Mặc dù không có ở trên người nó cảm giác được linh khí. Nhưng là chỉ số thông minh cao như vậy con vịt. Không thể nào là phổ thông con vịt, bất quá linh thú con vịt. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Giang Tả tùy ý gật đầu, sau đó nói: "Nhớ ta cho ngươi dây cột tóc, không cho phép cởi ra." Còn không chờ Tô Kỳ mở miệng, Giang Tả còn nói câu, gội đầu cũng không chuẩn cởi Tô Kỳ. Đương nhiên, cái này là Giang Tả thuận miệng nói, chỉ là không muốn để cho Tô Kỳ với hắn tranh cãi mà thôi. "Dạ dạ dạ, bất quá ta cũng có một đồ vật phải cho ngươi." Hơn nữa cũng là không cho phép cởi cái loại này đừng nói gội đầu chính là tắm cũng không thể cởi đời này cũng phải mang trên người tô kỳ nghiêm túc nói giang tả cau mày hắn ghét trên người mang đồ vật nhất lại là không thể cởi cái loại này nhìn giang tả không phản ứng tô kỳ lập tức nói có nghe hay không nhanh lên một chút đáp ứng nếu không ta sẽ không đái phát mang biết giang tả hỏi đồ đâu Tô Kỳ cười nói, đầu giường, chờ chút ngươi thượng đi tìm một chút liền có thể tìm được đối. Với lần này Giang Tả không nói gì. Tám phần mười với hắn đưa Tô Kỳ đồ vật không sai biệt lắm một cái tính chất. Nhớ tới Tô Kỳ tặng đồ, Giang Tả nhớ. Trước nàng mỗi đi công tác một lần cũng sẽ cho hắn trương tiểu giấy trắng. Sau đó cải vả đều bị hắn ném, bây giờ nghĩ lại. Khả năng cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất dùng, về phần rốt cuộc là cái gì cũng không có cơ hội biết chờ giang tả với tô kỳ đi xuống sau bọn họ liền thấy cách đó không xa một cái cô gái xinh đẹp ở vẫy tay tô kỳ tỉ giang tả trên thực tế chưa từng thấy qua duy nhất một thứ từng thấy hay là ở trong hình chính là lần trước tô kỳ phát tới tấm kia lúc này tô kỳ cũng là vẫy tay sau đó mang theo giang tả liền chạy tới đây là ta tỉ ngươi gọi nàng lẳng lặng liền có thể tô kỳ giới thiệu kêu tên làm gì gọi ta tỷ liền có thể tĩnh nguyệt cười nói giang tả nhìn về phía vị này tỷ sau đó cực kỳ chật vật mở miệng tiếng kêu tỷ tĩnh nguyệt nhìn giang tả đạo ta đây liền đem nhà ngươi tô kỳ mang đi yên tâm một tháng liền có thể khẳng định hoàn hảo không chút tổn hại trả lại dù sao đây là ngươi không người có thể mang đi giang tả hắn cảm thấy vị này tỷ nói chuyện đặc biệt chuẩn tô kỳ là hắn không người có thể mang đi sau đó tô kỳ các nàng liền lên xe dự định rời đi vị này tỉ làm một nữ tài xế giang tả nhưng thật ra là có chút lo lắng bất quá các nàng dù sao đều là tu chân giả vấn đề hẳn không lớn chứ coi như tô kỳ có chút xui vãi nồn vấn đề cũng không nên đại chứ nhiều lắm là cũng liền đoạn cái chân phanh loại chứ được rồi giang tả không nghĩ nhiều nữa nhìn các nàng xe chậm rãi khởi bước lúc này hồng thự huy động cánh la lên cà cà tô kỳ cũng phất tay một cái cười nói lần sau trở lại nhớ thanh tú lộn ngược ra sau nha hồng thự tại chỗ liền sững sốt sau đó thu hồi cánh không bao giờ nữa muốn gặp nữ chủ nhân ngồi trên xe tô kỳ cười cười sau đó từ từ đi xa chẳng qua là không bao lâu tô kỳ trong mắt liền lóe lên một đạo kiên quyết nàng lộ ra cửa xe la lên lão công Nói cho ngươi biết sự kiện, lão bà ngươi ta là tiên nữ, có thể bay cái loại này. Chờ ta trở lại ta mang ngươi bay. Ngươi nhớ. Nói xong Tô Kỳ liền co lên tới, Giang Tả tự nhiên nghe được, lại không xa. Bất quá hắn cũng không có gì quá lớn phản ứng. Chẳng qua là vẫy tay từ biệt, lúc này hắn không khỏi nói nhỏ, nhị giai ngươi. Có thể không bay nổi nha, hay là chờ ta mang ngươi bay đi. Chương 95, phá hiểu đại lão, ngươi rốt cuộc xuất hiện hô xong lời nói tô kỳ cũng không dám nhìn giang tả chẳng qua là tránh ở trong xe hỏi sư tỷ ta lão công phản ứng gì tĩnh nguyệt nhàn nhạt nói phản ứng rất bình thản bình thản đến ta đều cho là hắn không nghe thấy như vậy có thể thấy được chuyện này hắn không phải là đã sớm biết liền là hoàn toàn không tin tiểu oán phụ ngươi không chừng bị đương thành kẻ ngu đột nhiên tĩnh nguyệt lại nói không đúng ngươi bây giờ có thể không có chút nào oán thế nào biến thành hạnh phúc thiếu phụ tô kỳ nhàn nhạt nói lúc này mới bình thường được không chúng ta cảm tình vẫn luôn rất hảo hảo gần 10 năm cũng vậy bất quá ngươi khi đó rốt cuộc là thế nào nhìn chúng hắn cái này không cần lý do chứ ngược lại ta thích liền có thể sư tỷ độc thân thánh nữ là không biết loại cảm giác này tô kỳ vuốt tóc chơi lấy dây của tóc nói sau đó tĩnh nguyệt hiếu kỳ nói trên đầu ngươi là cái gì thật xinh đẹp ta. Lão công được có phải hay không đẹp vô cùng. Tô Kỳ Hưng phấn nói, hơn nữa còn là hắn tự mình cho ta chói, ngược lại ta đặc biệt thích. Tĩnh Nguyệt không thể nào hiểu được Tô Kỳ, đều kết hôn nhân. Tại sao còn với yêu cháy bỏng thời điểm như thế, nàng cảm thấy hay lại là bớt nói phương diện. Này đề tài đi, sau đó mở miệng nói sang chuyện khác, còn nhớ cái đó phá hiểu sao, phá hiểu. Ai nhỉ? Lần trước muốn mời ngươi ăn cơm vị kia, ồ tĩnh nguyệt không để ý tô kỳ thái độ lại nói ta gần đây nghe được hắn mấy cái sự tích nghe nói hắn là trước đây không lâu gia nhập bộ phận thị trường thật nổi danh mà hắn nổi danh chuyện thứ nhất chính là khảo hạch tu vi thời điểm nghe nói hắn ở khảo hạch thời điểm đem một năm quan chấm thi ngược thành chó tô kỳ kinh ngạc lợi hại như vậy tĩnh nguyệt lắc đầu đây chỉ là bắt đầu hai ngày trước lại có một cái phiên bản truyền tới hắn đem một cái hai Ba tả hữu người, đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu mà theo người xem từng nói, cái đó phá hiểu chỉ có một. Bốn tu vi, tô kỳ cau mày, quả thực là lời nói vô căn cứ, giả trừ tĩnh. Nguyệt lắc đầu ta để cho người đi viếng thăm người bị hại là thực sự. Cái đó phá hiểu trong mắt hắn, chính là một ác ma một loại tồn tại, khủng bố như vậy. Đúng vậy, cho nên ta mới phải nhắc nhở ngươi, trước hắn chỉ đích danh muốn tìm ngươi ăn cơm không chừng đối với ngươi có ý kiến gì, nếu như hắn có lòng điều tra. Đến lúc đó cha được chồng ngươi, như vậy không chừng liền nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Tô Kỳ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh giá, để cho hắn cha một chút nhìn. Đừng nói đối với Giang Tả xuất thủ, hắn chính là dám cha ta liền dám giết hắn. Tĩnh Nguyệt cười nói, ân ân, đến lúc đó tỷ tỷ giúp ngươi. Như loại này không có nhãn quan người, thiếu một là một cái, sư. Tỷ, người một chút như vậy đều không thánh nữ. Thánh nữ cũng là người, thánh nữ cũng liền chỉ là không thể tìm khác phái đối tượng mà thôi. Đúng ta vốn còn muốn nhìn một chút cái này phá hiểu dáng rất ra sao, để cho ta ngoài ý muốn là. Lại không có ai có hắn hình, giống như là hắn đặc biệt tránh như thế. Chính là cụ thể biết phá hiểu là ai người cũng không nhiều. Đủ thần bí, Tĩnh Nguyệt cười hì hì nói, nàng đối với thần bí nhân hay lại là cảm thấy rất hứng thú, Tô Kỳ nhàn nhạt nói, ngược lại nếu là hắn dám cha ta lão công, ta liền sẽ động thủ. Còn lại ta không có hứng thú. Lần này sư tỷ không cho phép ngươi đi dẫn đến hắn. Biết, bất quá ngươi cách mở một tháng, chồng ngươi đó không thành vấn đề, Tô. Kỳ cười nói, khẳng định không thành vấn đề, ta chừa cho hắn đồ tốt. Bất quá sư tỷ, ngươi có thể nhìn đường lái xe sao? Muốn vào trong rãnh, ở nhà giang tả đi tới mép giường sau đó ở trên tủ giường thấy một khối ngọc với một tờ giấy ngọc cùng lần trước cái đó tiểu di đưa rất giống bất quá khối này phía trên chỉ khắc một cái kỳ chữ đại khái là dành riêng tô kỳ đi sau đó giang tả lại nhìn tờ giấy đem ngươi treo trên cổ không cho phép cởi ra chấm thở dài một tiếng giang tả hay lại là treo lên cái này đúng là hộ thân pháp bảo trên lý thuyết cũng không tệ lắm tứ giai dưới đây cũng có thể ngăn lại vừa đỡ sau đó Giang Tả cười, bắt đầu từ hôm nay, hắn liền có tầm một tháng tuyệt đối tự do thời gian. Một tháng này là hắn có thể an tâm phát triển thực lực. Giang bên trái nhìn thời gian một chút, cười nói, suy nghĩ một chút hẳn liền đầu tháng sau đi. Tiên linh nguồn suối cũng nên phun ra. Vừa vặn có thời gian trôi qua làm ít đồ trở lại tiên. Linh nguồn suối là tiên linh động phủ một nơi bảo địa. Hơn nữa còn là có thể phun ra đi ra bên ngoài bảo địa trên thực tế tiên linh động phủ địa điểm cũng không phải là cố định nó đang không ngừng du đãng đến một cái một cái thời gian sẽ phun ra năm đó hắn ở tiên linh trong động phủ đối với chuyện này cũng không thèm để ý có rảnh rỗi thời điểm nhiều lắm là làm phong cảnh nhìn bây giờ cũng không giống nhau nguồn suối phun ra nhưng là có thứ tốt đáng giá hắn đi một chuyến duy nhất chật vật coi như tính toán vị trí bất quá lấy ban đầu bên ngoài kẽ hở cùng với cửa ra cửa vào làm trung tâm tìm chút thời giờ giang tả vẫn là có thể tính toán ra tới dù sao hắn ở tiên linh trong động phủ nhưng khi nhìn đến vận chuyển quỹ tích chẳng qua là hiện tại hắn trừ chính mình tiến vào kẽ hở còn lại cửa vào cùng với cửa ra cũng không biết cho nên vẫn là trước phải đi tìm một chút trong bầy những người đó bọn họ nhưng là đi vào cũng đi ra sau đó giang tả cởi ra che giấu còn chưa kịp mở miệng hắn liền ngoài ý muốn nhận được mặc ngôn điên cuồng A còng, Giang tả lập tức trở về câu. Sống đủ, nhất thời mặc ngôn an tĩnh, Giang tả rất kỳ quái. Những người này gần đây đều thích như vậy A còng hắn. Lúc này mặc ngôn tin tức lại bắn ra tới, đại lão, người rốt cuộc xuất hiện. Chúng ta tìm ngươi tìm rất lâu, vừa nói mặc ngôn còn phát từng miếng lệ rơi đầy mặt, phá hiểu. Chuyện gì? Sơ thanh bóng ma trong lòng đặc biệt lớn, đều có thể khi ta ác mộng thế giới ta có chút không có năng lực làm. Mặc ngôn rất biết liền phát giang tả không thể xem hiểu nội dung. Mà tiêu tiểu mặc cũng tại lúc này nói chuyện, phá hiểu đại lão, cụ thể là như vậy. Còn nhớ lôi ngân trùy sao? Bởi vì một ít nguyên nhân, sơ tình không cách nào sử dụng. Bởi vì sơ tình tinh thần tương đối, tương đối không ổn định. Cho nên một loại bị thương đều là sơ thanh. Liệu y y, nói nhảm rất nhiều, phá hiểu đạo hữu có phần ủy thác nghĩ tưởng giao cho ngươi liên quan tới lôi ngân truy chính xác sử dụng phương thức a à, còng hải biên đao khách bờ biển đạo hữu đem ủy thác chuyển nhượng xuống rất nhanh giang tà cũng biết nội dung ủy thác nhưng là hắn rất kỳ quái những người này phần lớn đều là môn phái lớn đệ tử chính là lôi ngân truy sử dụng phương thức không có lý do không tìm được coi như không tìm được nhưng là ủy thác tất cả đi ra thiên hòa bộ phận thị trường nhiều người như vậy liền không có một người biết nếu là như vậy lôi ngân trùy mặc ngôn làm sao có thể sẽ nhận biết cho nên nơi nào xảy ra vấn đề. Lôi ngân trùy cụ thể có vấn đề hay không, giang tả không xác định. Dù sao hắn không có đặc biệt dò xét qua, nhưng là lấy ánh mắt hắn. Cũng không có nhìn ra đây là đặc thù lôi ngân trùy, dưới tình huống bình thường. Hắn sẽ không nhìn lầm, đó chính là phổ thông lôi ngân trùy. mươi 96, hoặc là thành công, hoặc là chết ở thành công trên đường giang tả suy nghĩ chốc lát cũng không có cho ra câu trả lời hắn phải đi liếc mắt nhìn lôi ngân trùy chẳng qua là lăng chốc lát giang tả ở trong bầy phát đạo các ngươi quấn quýt lâu như vậy là vì để cho lôi ngân trùy có thể sử dụng tiêu tiểu mặc lập tức trở về phục ư. Ừ. phá hiểu như vậy một cái lôi ngân trùy không mắc chứ trực tiếp lại bán một cái không là tốt rồi trong nháy mắt toàn bộ bầy không nói lời nào cái vấn đề này phần lớn người cũng không nghĩ tới Lôi ngân trùy quả thật không nhiều, nhưng là bằng bọn họ muốn mua. Làm sao có thể không mua được, huống chi hải biên đao khách còn có một nhận biết đoán tạo sư. Lúc này hay lại là tiêu tiểu mặc nói chuyện, không được, sơ tình nàng. Nàng tinh thần không ổn định, cái này không thể dùng, nàng liền không phải là dùng không thể. Mặc ngôn tiên tử, chính là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt chưa tới phút cuối chưa thôi. Đến Hoàng Hà cũng bất tử tâm cái loại này, Giang, tả tỏ ra là đã hiểu, giống như bọn họ loại này có thiên phú. Đều là như vậy, cho nên giang tả năm đó buông tha, rất quả quyết, rất hoàn toàn buông tha. Tại sao rất có thiên phú phần lớn cũng sống không lâu đây, chính là tinh thần xảy ra vấn đề. Chính mình đem mình đùa chơi chết, giang tả lấy được địa chỉ sau. Liền định đi qua nhìn một chút, hắn cũng thật tò mò, một cái nhìn rất phổ thông lôi ngân trùy. Đến cùng ẩn núp thứ gì? lần này Giang Tả thuận tiện đem Hồng Thự mang đi ra ngoài, kéo ra ngoài hóng gió một chút. Lần sau có lẽ cũng sẽ không như vậy dã, nửa đường mua nhiều chút bình quả. Giang tả đánh liền xe, may mắn cũng không xa, chẳng qua chỉ là nửa giờ đường xe mà thôi. Để cho Giang tả kinh ngạc là, sơ thanh bọn họ nhà ở không có ở đây ngoại ô cũng không ở thị. Khu, mà là ở một bên tương tự dân phòng khu địa phương, rất nhanh Giang tả đi tới mỗ ra sân trước cuối cùng gõ gõ cửa sau đó môn liền mở là trần ức mở cửa tả ca ngươi có thể tính đến ngươi không tới nữa sơ thanh sẽ bị đánh chết giang tả mặc dù không rõ bạch nhưng là đại khái cũng có thể nghĩ đến cái đó sơ tình sẽ ở tinh thần thất thường thời điểm tìm tới hữu hiệu phát tiết điểm mà cái phát tiết điểm đại khái chính là sơ thanh sau đó giang tả với trần ức đi tới phòng ngầm dưới đất nơi này có một gian đoán tạo thất đi vào thời điểm giang tả thấy một màn kinh người một người mặc khả ái nữ hài cầm trong tay thiết trùy không ngừng gõ mà nàng gõ đối tượng là một vị máu thịt be bét nam hài mà ở bên cạnh họ vây quanh một vòng trưởng thành hoặc là lập tức phải người trưởng thành cô bé kia bên gõ còn bên tự nói làm sao biết chứ điều này sao có thể chứ ta sai là ta sai nhưng là sai thì sao sai thì sao hình ảnh này có một tí tia quỷ xúc sinh, nhất là cậu trai kia, mặt đầy tuyệt vọng. Thấy Giang tả đi vào, một bên tiêu tiểu mặc lập tức giải thích, sơ thanh thể chất đặc thù. Bất kể cái gì thương, chỉ phải nghỉ dưỡng sức 2-3 ngày, cũng có thể khôi phục. Cho nên vấn đề không lớn, chính là trong lòng khả năng có chút bóng tối. Bất quá có mặc ngôn tiên tử ở, vấn đề cũng không lớn. Lúc này một bên xích huyết đồng tử, lục nguyệt tiết bọn người là gật đầu, dùng cái này tỏ rõ bọn họ thật không phải là ở ngược đồng giang tả cũng không quá để ý mà là hỏi lôi ngân trùy đây trực tiếp vào chủ đề mới là hắn tính cách lúc này công tượng ăn mặc hán tử đem lôi ngân trùy đưa cho giang tả lão phu đánh cả đời thiết nhận thức cả đời pháp bảo hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì xảy ra giang tả không nói gì trực tiếp nhận lấy lôi ngân trùy giang tả không có thái độ nhưng là không có thái độ chính là không tốt thái độ cái này đoán tạo sư vẫn có chút có chút bất mãn nhất là thấy giang dù sao cũng là một bốn tu vi một bốn tu vi đối với người khác mà nói rất thấp nhưng là đối với trong bầy những người đó mà nói cũng rất kinh người người khác đương nhiên sẽ không biết được một bốn dùng bất quá một tuần liền mà thôi mà hán tử này cũng không phải là trong bầy hắn là tiếp tục ủy thác tới bên cạnh hắn còn có một là hải biên đao khách mời đi theo bọn họ cũng không thế nào coi trọng giang tả mà giang tả chẳng qua là nhìn lâu hai mắt lôi ngân trùy thuận liền lợi dụng tiên thiên khí kiểm tra xuống nội bộ sau đó phát hiện bên trong lại có một đạo khóa chính là cái này khóa ảnh hưởng lôi ngân trùy sử dụng thu hồi tiên thiên khí giang tả nhìn về phía sơ tình sẽ chế tạo sơ tình nhìn về phía giang tả nàng tự nhiên nhận biết giang tả hơn nữa thường xuyên nghe nàng đệ khen người này cho nên hắn theo bản năng trả lời biết một chút thích chế tạo sao rất thích tất cả mọi người đều không hiểu giang tả đang làm gì vậy chẳng qua là khi giang tả vấn đạo câu nói tiếp theo thời điểm tất cả mọi người đều là trong bụng căng thẳng là chế tạo sợ chết sau sơ tình không chút do dự nói sợ nghe được cái này trả lời tất cả mọi người đều thở pháo rất sợ hai người kia làm bậy một cái tinh thần có vấn đề một cái hoàn toàn không để ý tới hậu quả nhưng mà giang tả lời nói lại câu khởi bọn họ tâm như vậy dám ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến hành chế tạo sao đồng dạng là không chút do dự trả lời dám giang tả khẽ mỉm cười rất tốt sau đó giang tả nhìn về phía xích huyết đồng tử có thép mộc chi loại cơ sở chế tạo nhân tài sao xích huyết đồng tử nhìn về phía mặc ngôn có hay không mặc ngôn mặt đầy nhức nhối tại sao ngươi không cầm Liễu y y ở một bên đạo, bởi vì chúng ta nghèo, căn bản không có không gian pháp bảo. Ai giống như ngươi, một cái lợi hại sư phụ, liền một cái liều lĩnh học trò. Cái gì đều là xa xỉ. Mặc ngôn không khách khí chút nào nói, đó là đương nhiên. Ta không chừng chính là ta sư phụ con gái tư sinh. Trừ không cho linh thạch bên ngoài, lão nhân ra ông ta không keo kiệt pháp bảo, mọi người, ma tu chính là ma tu, lời như vậy cũng dám nói mặc dù sư phụ nàng không keo kiệt nhưng là nàng đường đường ma tu cho những thứ này người nhất căn thép mộc cũng là rất nhức nhối nhất căn thép mộc cũng phải cần 3 năm viên nhất phẩm linh thạch nhận lấy mặc ngôn thép mộc giang tả hỏi sơ tình có thể đưa cái này chế tạo thành thép kiếm sao sơ tình gật đầu biết giang tả đem dài một thước thép mộc ném cho sơ tình dùng nó chế tạo ra một cái truyền thống chỉ thủ đi ra sau đó Giang Tả lại đem lôi ngân trùy ném cho nàng, dùng cái thanh này búa. Sau đó ở ngươi cho là thích hợp thời điểm vận dụng lôi vết. Nhớ, tiếp nhiệm vụ này, trừ phi ngươi chết. Nếu không không cho phép dừng, cự tuyệt ý nghĩa ngươi từ nay buông tha chế tạo, cho nên một khi. Tiếp, hoặc là thành công, hoặc là chết ở thành công trên đường, sơ. Tình tự lẩm bẩm chết ở thành công trên đường. Chết tại lộ thượng. Lúc này người Hán tử kia đạo, ngươi điên sao? nàng vẫn chỉ là con nít, ngươi lúc này hại chết nàng, hải. Điên đào khách có người giống vậy đạo, có phải hay không thương thảo tiếp một chút? Có lẽ còn có khác biện pháp. Giang tả không để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía sơ tình. Ta có thể nói cho ngươi biết không nhiều, duy nhất có thể nói cho ngươi biết chỉ có một chút. Ta đường, là chính xác, tin tưởng ta, đem đi thông thành công. Nhưng là cũng có thể chết ở thành công trên đường, lựa chọn đi. Lúc này tiêu tiểu mặc lo lắng nói, phá hiểu đại lão, có thể hay không quá tàn nhẫn. Sơ tình còn nhỏ, hơn nữa nàng. Tiêu tiểu mặc còn chưa nói hết, sơ tình liền đứng lên, nàng cười đối với tiêu tiểu mặc đạo. Tiêu tỷ tỷ không cần lo lắng, ta có thể cho là mình phụ trách. Ta lựa chọn tiếp nhận. mươi 97, chế tạo truyền thừa. Ta tiếp nhận sơ tình lời nói để cho rất nhiều người cũng tương đối kinh ngạc đây không phải là đang liều mạng sao, lúc này mặc ngôn hỏi, đại lão. Nếu như nửa đường buông tha cho chứ, là không phải sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Rất nhiều người đều nhìn giang tả, trên lý thuyết đúng là như vậy. Nửa đường buông tha sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, giang tả nhìn mặc ngôn, nhàn nhạt nói. Vừa mới ngươi nói, tiểu cô nương này là cái gì tính tình? Ngạch mặc ngôn suy nghĩ một chút nói, chưa tới phút cuối chưa thôi đến hoàng hà cũng bất tử tâm được rồi mặc ngôn biết chỉ cần hẳn phải chết một khi quyết tâm nàng tự không khả năng buông tha buông tha tương đương với buông tha nàng chế tạo đây là lấy mạng đánh cực nàng tương lai chế tạo con đường sơ tình cầm lên thép mộc với lôi ngân trùy sau đó hướng về phía tiêu tiểu mặc đạo tiêu tỉ tỷ ta biết ngươi tốt với ta nhưng là các ngươi nửa đường nếu là cắt đứt ta ta lập tức sẽ chết cho ngươi nhìn tiêu tiểu mặc nàng liền vô tội làm tỉ tỉ làm việc chết bỏ kéo nhiều người như vậy tới trợ giúp không cảm kích coi như còn uy hát yêu ta nàng gõ thiết chính là lòng dạ cứng rắn lục nguyệt tiết ngược lại không để ý cái này nàng bây giờ đang ở ý là sơ thanh hắn lấy điện thoại di động ra đánh một hàng chữ sau đó cho bên người xích huyết đồng tử nhìn sau khi xem xong xích huyết đồng tử hỏi sơ tình vậy chúng ta là không phải có thể hỗ trợ chữa trị sơ thanh cái này sơ tình tự nhiên không phản đối, có những người này chữa trị. Sơ thanh sẽ khôi phục nhanh hơn, khôi phục nhanh hơn, tốt hơn, tự nhiên dễ dàng hơn nàng gõ. Hì hì, sau đó sơ tình đi tới bên cạnh lò lửa, nàng bắt đầu cho thép mộc đun nóng. Mà vết rách trùy cũng chuẩn bị ổn thỏa. Nàng ánh mắt tỉnh táo mà chuyên chú, đây chính là chế tạo lúc nên có nàng. Cũng là bình thường đoán tạo sư nên có ánh mắt. Một bên đại hán thở dài, tiểu Hữu Thiên tư phi phàm, đáng tiếc sẽ không thay đổi thông. Cứng quá dễ gãy a, à, Hải Biên Đao khách tuổi trẻ có người cũng là thở dài. Quả thật lỗ mãng nhiều chút, những người khác là không tiện nói gì, một là sơ tình nơi đó không người khuyên ở, hai là giang tả dù sao cũng là bọn họ kéo tới cứu viện, lúc này nói cái gì cũng vô dụng. Còn không bằng không nói, tỉnh bị mang giày nhỏ mà giang tả là nhàn nhạt nhìn sơ tình, những người đó nói không sai, đại đạo ba nghìn. Không cần phải đến hoàng hà còn tâm bất tử, sơ tình quả thật còn trẻ. Đường có rất nhiều rất dài, lấy mạng chế tạo, quả thật không đáng giá. Nhưng là, cõi đời này không phải là cái gì chuyện. Không đáng giá cũng sẽ không đi làm, huống chi chế tạo ra tinh thần vấn đề sơ tình đây, tuyệt sử. Tại sao không thể phùng sinh, cứng quá dễ gãy, trí cương có lúc có thể chọc thủng trời, con con, con, sơ tình đã quơ lên lôi ngân trùy. Nàng đã tiến vào chế tạo trạng thái, chế tạo thanh âm có lực mà giàu có tiết tấu, sau một hồi. Vốn là dài một thước thép mộc, được gấp thêm chỉ còn lại chừng 10 cm. Hình thức ban đầu liền mau ra đây. Nhìn đến đây, Giang Tả cũng biết. Nhanh muốn đi vào lúc mấu chốt là nên vận dụng lôi đình chế tạo. Quả nhiên sơ tình bắt đầu vận dụng lôi đình chế tạo mặc dù so sánh lại giang tả dự trù thời gian tốt nhất trễ một chút nhưng là vấn đề không lớn hắn cũng không phải là đến xem sơ tình chế tạo năng lực mà đang ở sơ tình dự định sử dụng lôi đình chế tạo thời điểm đột nhiên dừng lại lôi ngân trùy nàng dùng không được lôi đình chế tạo nàng chế tạo không đi xuống bát đầu chế tạo liền ý không thể ngừng dừng chính là không dùng được cũng phải tiếp tục chế tạo Người phải nhớ kỹ, mỗi một chùy đều là ở thất bại trên đường đi thành công, giống vậy. Người cũng có thể lý giải là, mỗi một chùy đều tại thành công trên đường dẫy dụa. Mặc ngôn ở một bên đụng đụng xích huyết đồng từ lẩm bẩm vòng tới vòng lui. Không phải là một câu nói mà, không muốn kinh sợ chính là liên quan, xích. Huyết đồng từ hướng về phía mặc ngôn không ngừng mắt trợn trắng, không yêu để ý đến nàng sơ tình cắn răng một chùy này hãy cùng chặn lại như thế để cho nàng không xuống được nhưng phải thì phải bạo nổ chính mình nàng cũng phải nhường một chùy này đi xuống lôi ngân trì vận chuyển pháp môn trở ngại sơ tình cưỡng ép vận chuyển không chỉ có sẽ thất bại càng sẽ để cho sơ tình bị thương a à. sơ tình hét lớn một tiếng hạ xuống lôi ngân chùy cong lôi ngân chùy hạ xuống nhưng là cũng không có kích thích lôi đình chế tạo không chỉ có như thế, sơ tình càng là phốc miệng phun tiên huyết, giờ khắc này nàng có chút minh. Bạch cái gì gọi là lấy mạng chế tạo? Cũng minh bạch cái gì gọi là chế tạo đến chết mới thôi, nàng lại một lần nữa sơ trùy. Lại một lần nữa chế tạo, lại một lần nữa miệng phun tiên huyết. Không ngừng lặp lại, không ngừng bị thương. Không ngừng đi ở tử vong trên đường, nhìn như vậy sơ tình. Tất cả mọi người đều có nhiều chút lò âu, hải biên đao khách lần đầu tiên mở miệng phá hiểu đạo hữu thật không thành vấn đề sao giang tả nhàn nhạt nói chính nàng chọn đường sinh và tử chính nàng phụ trách nhưng là nhưng là sơ tình còn nhỏ không cần phải như thế tất cả mọi người đều biết đạo lý này nhưng là bây giờ nói ra lại đã không có gì ý tứ sơ tình kia điên cuồng ánh mắt đã sớm rơi ở trong mắt bọn hắn ai cũng ngăn cản không chính là bọn hắn cha mẹ trở lại cũng vô dụng sơ tình chính là chỗ này sao lớn lên bây giờ sơ tình vết thương chẳng chịt nhưng là trong mắt nàng lộ ra điên cuồng mang theo hưng phấn lộ vẻ dữ tợn một cái bình thường cô gái là không có khả năng như vậy sơ tình từ nhỏ đã không bình thường cong 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 thanh âm này như cùng chết mất kêu gọi kêu gọi chính là sơ tình tất cả mọi người đều cho là tiếp tục như vậy nữa sơ tình chắc chắn phải chết mà lúc này sơ tình lại ngoài ý muốn cười, ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Nàng tiếng cười có chút sấm nhân, nhưng là tay nàng càng lúc càng nhanh. Gõ tốc độ cũng càng ngày càng giàu có tiết tấu, tiếp lấy sơ tình, hoàn toàn cất tiếng cười to. Ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Đến, đến, ta cảm giác, ta cảm giác. Ha ha ha. Giờ khắc này sơ tình một búa mà xuống, cong, từ luôn, một tia sét thoáng qua ta không nhìn lầm chứ người hán tử kia kinh ngạc nói điều này sao có thể hải biên đau khách có người cũng là khiếp sợ ngay tại tất cả mọi người đều bất minh sở dĩ thời điểm giang tả mở miệng thời điểm đến có thể hay không bắt thì nhìn nàng tạo hóa lần này tất cả mọi người thì càng mộng ép mà sơ tình trùy xuống lôi vết càng ngày càng sáng cũng càng ngày càng lóng lánh sơ tình tiếng cười cũng chưa từng dừng lại ở vết sách trùy nhanh chóng gõ xuống một vệt ánh sáng từ lôi ngân trùy nở rộ mà ra bên trong một cái khóa hoàn toàn bể ra vô số điểm sáng đem sơ tình bao phủ mà trong tay nàng lôi đình chế tạo thủ pháp cũng hoàn toàn biến hóa đó là tại chỗ đoán tạo sư chưa từng thấy qua thủ pháp giờ khác này hải biên đao khách có người rốt cuộc khiếp sợ đây là chế tạo truyền thừa điều này sao có thể là một thanh phổ thông lôi ngân trùy bên trong làm sao có thể sẽ có chế tạo truyền thừa cái này không khoa học quả thật không khoa học nhưng là rất tu chân bất kỳ vật gì đều có thể là thiên đại kỳ ngộ chỉ cần phải nắm chắc một hạt trâu một cái binh một chiếc nhẫn một sợi dây truyền đều có thể là nghịch thiên bảo vật cho nên sơ tình từ giang tả nơi này mua được có truyền thừa lôi ngân trùy cũng không phải là cái gì đặc biệt kỳ lạ chuyện ở giang tả xem ra hắn chỉ sẽ cảm thấy đoán tạo sư quả nhiên đều là bệnh thần kinh, đơn giản là nơi nào đều có thể đuổi truyền thừa. mươi 98, đi thánh địa giải quyết nhân sinh đại sự. Lúc trước tinh một bộ chế tạo truy pháp đánh xong sau. Nàng cả người khí thế liền biến mất, sau đó trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Không biết sinh tử, lục nguyệt tiết lập tức tới ngay kiểm tra. Cuối cùng hướng về phía những người khác lắc đầu. Mặc ngôn hỏi, không cứu. Không hề cứu giúp một chút có lẽ còn có cơ hội, lục. Nguyệt tiết, xích huyết đồng tử không nhìn mặc ngôn. Mà là hỏi, là không có chuyện đúng không, lục. Nguyệt tiết gật đầu, lúc này giang tả hỏi, ủy thác là ai phát, mặc ngôn nhấc tay, ta. Giang tả đưa tay ra, một viên ngũ phẩm linh thạch, đây. Là ủy thác phía trên khen thưởng, giang tả không tăng giá. Cũng không khả năng bị ép giá, mặc ngôn, sao? Đó nàng xem hướng những người khác, khác xử đến, xoay tiền A những người này phần lớn đều là môn phái lớn nhưng phải thì phải nghèo tiếp cận tới tiếp cận đi mới kiếm ra một viên tứ phẩm linh thạch đo cuối cùng vẫn là hải biên đao khách trực tiếp xuất ra một viên ngũ phẩm linh thạch nếu không những người này tối nay đi nằm ngủ không an lòng tiêu tiểu mặc đối với hải biên đao khách lúng túng nói cái đó chờ bọn hắn ba mẹ trở lại ta liền để cho bọn họ trả tiền lại chắc chắn sẽ không thiếu khen thưởng bên trong còn có tiền mặt nhưng là mặc ngôn không quan tâm những thứ này. Linh thạch nàng là không có, nhưng là tiền nàng đi nhiều. Cũng không cần người khác còn cái loại này, lúc này trên đất sơ thanh tỉnh hồn lại. Mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng là miễn cưỡng có thể nói chuyện. Tỷ của ta, thế nào, mặc ngôn đạo, yên tâm đi, chị của ngươi được. Ngươi tạm thời không cần bị đánh, đây. Thật là một tin tức tốt, sơ thanh một chút liền thanh tĩnh lại, cuối cùng là vượt đi qua. Lúc này hải biên đao khách thấy chính mình có người mặt đầy quấn quýt Sau đó cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp lấy liền hỏi giang tả, phá hiểu đạo hữu Đây là chuyện gì xảy ra, giang tả thu linh thạch nhàn nhạt nói. Truyền thừa khảo nghiệm mà thôi. Hải biên đao khách lại hỏi, nhưng là tại sao truyền thừa sẽ là loại này khảo nghiệm? Luôn cảm giác không đủ đứng đắn, huống chi dù sao chẳng qua là một loại pháp bảo. Rất dễ dàng rơi mất hoặc là phá hư đi, bệnh. Tâm thần ý tưởng ai có thể biết hắn suy luận ngạch. Bọn họ không lời nào để nói, dù sao trước mắt Sơ Tình cũng là một tinh thần có vấn đề hài tử. Bất quá nàng cũng coi như nhân họa đắc phúc, nếu như không phải có người hướng dẫn. Không chừng cũng bởi vì tinh thần vấn đề mà khiến cho chính mình đi về phía diệt vong. Đây là rất thường gặp chuyện, thật ra thì cái này Sơ Tình vận khí là thật không tệ nàng có cái thể chất đặc thù đệ đệ đặc thù liền đặc thù ở đệ đệ chỉ cần không đánh chết cũng sẽ không thật có chuyện hơn nữa mỗi lần trọng thương cũng sẽ để cho sơ thanh tăng gia tu vì một cái yêu cầu bị ngược một cái yêu cầu tàn ác với người đơn giản là hoàn mỹ mà sơ thanh duy nhất yêu cầu chính là hóa giải áp lực cho nên hắn mới bị kéo đi đi học đi dù sao đi học áp lực vẫn là rất đại rất dễ dàng gia tăng kháng áp năng lực có lúc bị gõ một hồi không chừng thì trở thành giải áp trên thực tế những thứ này tu chân cơ hồ đều là không học sách tỉ như xích huyết đồng tử lục nguyệt tiết ma tu mặc ngôn những người này tuổi không lớn lắm bình thường mà nói cũng hẳn đang đi học tuổi tác nhưng mà toàn bộ bầy đại khái là sơ thanh một người đang đi học cho nên giang tả đột nhiên thật tò mò tô kỳ vì sao lại đi đi học nhất là sau đó bọn họ cơ bản cũng ở chung như vậy nàng hẳn không thời gian tu luyện mới đúng, chính là như vậy. Tô kỳ đều có cao như vậy tu vi. Ta cưới cái thiên tài. Còn là nói nàng bắt ta xong tu. Giang tả tâm lý không khỏi nghĩ đến, lúc này mặc ngôn đáng thương nói, ta thép mộc hủy. Đây là chuyện đương nhiên chuyện vừa mới trọng yếu thời điểm. Cơ bản tương đương với không đánh, nếu là còn có thể đánh ra một cái chính quy thép kiếm đó mới có vấn đề, giang tả trực tiếp ném khối nhị phẩm linh thạch đi qua, với hắn mà nói. Đây là hắn dùng đồ dùng biểu diễn. Mặc ngôn tự nhiên rất mừng dỡ nhận lấy. Bọn họ những người này là thật thiếu linh thạch, sau đó giang tả đạo. Các ngươi còn nhớ tiên linh động phủ cửa vào cùng với cửa ra sao, hải. Điền đào khách lập tức nói, là lần trước cái đó bí cảnh, giang tả gật đầu. Tiêu tiểu mặc lập tức nói, chúng ta nhớ, hơn nữa chúng ta còn làm bản đồ ký hiệu, giang. Tả nhìn về phía bọn họ, ba cái cảm giác bộ, thật ra thì cũng không phải cái gì cũng sai. Cũng biết làm ký hiệu, bản đồ có mang sao, Trần ức lấy ra một hình cầu hình chiếu khí, có. Tiếp lấy bên tường xuất hiện khối bản đồ, trên bản đồ có hai cái ký hiệu. Tranh lệch khá xa, người khác không nhìn ra cái gì mà giang tả lại đem hai cái ký hiệu với ngoại ô công viên cây cối um tùm kết nối với cuối cùng tạo thành một cái tương tự trực giác hình tam giác đồ án là một hình tam giác đầy đối với giang tả mà nói là một tin tức tốt nếu như là một đường tia vậy thì nhức đầu có thể phóng đại đến bản đồ thế giới sao giang tả hỏi trần ức không thành vấn đề sau đó bản đồ thế giới trực tiếp xuất hiện ở giang tả bên cạnh lúc này trần ức lại nói nếu như yêu cầu mô hình địa cầu, ta đầy cũng có thể chuyển đổi Giang. Tả liếc mắt máy chiếu hình, vật này còn rất thuận lợi, sau đó gật đầu, cho ta xem nhìn. Tiếp lấy mô hình địa cầu xuất hiện ở Giang Tả bên cạnh, ban đầu bình diện bản đồ. Thoáng cái biến thành không gian 3 chiều bản đồ, sau đó Giang Tả đối với kia hai cái điểm. Nhìn rất lâu, cuối cùng đưa ánh mắt phong tỏa ở một nơi trên dãy núi. Hắn kết quả tính toán là sơn mạch phụ cận nhưng thì không cách nào cho ra phương vị cụ thể, mặc dù một nơi sơn mạch đại ly phổ. Bất quá cũng đủ, nguồn suối phun ra thời gian là chừng 10 ngày. Hắn có 9 ngày đi chắc chắn nguồn suối vị trí, được đến bảo vật chỉ cần nửa ngày. Như vậy hiện tại hắn yêu cầu tăng cao tu vi, cũng không cách nào tăng lên đạo nhị giai Cũng phải một bầy tả hữu theo như cự ly đến xem. Hắn đại khái còn có thời gian nửa tháng, nửa tháng nhị giai trên lý thuyết không khó sau khi giang tả định rời đi nơi này đã không hắn chuyện gì vốn là hắn còn muốn với lục nguyệt tiết mua chút thuốc nhưng nhìn đến nàng chỉ có thể đánh chữ giang tả liền buông tha loại sự tình này hay lại là trong đám nói một chút đi giang tả đi ra thời điểm xích huyết đồng tử hãy cùng đi ra lúc này hắn vẫn gặm băng côn giang tả không có chút nào quay đầu ý tưởng bất quá xích huyết đồng tử cũng minh bạch người này hoàn toàn không hiểu đối nhân xử thế, cho. Nên chạy đến Giang Tả bên cạnh hỏi, đạo hữu không tới một tháng có rãnh không, Giang. Tả không hề nghĩ ngợi, không có. Xích huyết đồng tử, quả nhiên, không hiểu đối nhân xử thế, cự tuyệt lên người. Chính là sảng khoái. Đạo hữu là như vậy, gần đây thánh địa sống động động. Sư phụ ta xem ta đáng thương độc thân vài chục năm sẽ để cho ta đi phối hợp thánh địa sống động động thuận tiện đi giải quyết người làm sinh đại sự người biết thánh địa chín thành là tiên tử tùy tiện đụng phải một cái cũng đẹp như thiên tiên giang tả nhìn xích huyết đồng tử người mấy vị sư huynh đều không phải là độc thân hay lại là nha mới vừa mở miệng xích huyết đồng tử cũng biết nói lộ ra miệng lập tức nói không phải là bọn họ là có lòng thuộc quyền không thích hợp đi bởi vì là thánh địa chuyện, cho nên giang tả câu hỏi, ngươi muốn cho ta đi làm gì? Nổi tiếng, ta với ngươi bên người dính chút ánh sáng, danh tiếng một đại. Vây lại tiên tử khẳng định một nhóm một nhóm. mươi 99, huyết yêu đại tiền bối. Đi nổi tiếng, giang tả cười ha ha, không có hứng thú, sao? Đó giang tả liền xoay người rời đi, thánh địa với hắn mà nói có thể không là địa phương tốt gì. Lại đi thánh địa nổi tiếng, lúc trước có lẽ còn khá một chút bây giờ với đi chịu chết không khác nhau gì cả nhìn giang tả rời đi xích huyết đồng từ một tiếng thở dài thật ra thì đi thánh địa nổi tiếng cũng không phải là dựa vào võ lực hắn cảm thấy giang tả khẳng định có thể đi phong quang một cái hắn có thể dùng băng côn thề hắn trực giác là đúng lúc này mặc ngôn đi tới xích huyết đồng từ bên người cười nói nếu không ngươi mang ta lên đi ta cũng rất lợi hại đừng nhìn ta là ma tu sư phụ ta nhưng là coi ta là toàn năng, cái gì cũng để cho ta học. Xích huyết đồng từ mắt trợn trắng, người trừ ác mộng sở trường còn có cái gì? Chắc phong thủy tìm mộ chôn quần áo và di vật mặc ngôn, nàng. Bây giờ tối ghét người khác nói chuyện này, đó là nàng thân là ma tu sỉ nhục. Xích huyết đồng tử không yêu lý mặc ngôn. Hắn vẫn đi theo có đi thánh địa người nói một chút nổi tiếng chuyện đi, về phần mặc ngôn. Nàng thân là ma tu, thánh địa là sẽ không mời có thể trực tiếp loại bỏ bên ngoài trở về trên đường giang tả đi đi liền dừng lại hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện thánh vị trí với hắn tính toán ra tới vị trí dường như rất tương cận a à, giang tả thở dài hy vọng đừng đụng phải tô kỳ đi sau đó lại ngẫm lại giang tả cảm thấy đến lúc đó nếu là điều kiện cho phép lời nói có thể đi nhìn một chút tô kỳ két hồng thự đột nhiên la lên giang tả mắt nhìn hồng thự phát hiện nó cũng không phải là muốn ăn sau đó hồng thự dùng cánh cho giang tả chỉ một phương hướng giang tả hơi kinh ngạc sau đó hướng bên kia đi tới trên thực tế bên kia chỉ có một hẻm nhỏ làm giang tả tiếp cận sau khi hắn đã nghe đến là huyết yêu mùi vị bất quá hồng thự trước thời hạn cảm giác được huyết yêu bất kể như thế nào giang tả cũng lên đường vòng qua đến trong ngõ hẻm cũng không có người bất quá lại có cánh cửa bên trong là cái tiểu viện tử đại khái là huyết yêu chỗ ẩn thân không do dự giang tả trực tiếp đi vào nơi này cũng không có đại lượng huyết yêu nếu như không có đoán sai lời nói hẳn chỉ có hai cái huyết yêu một cái huyết liệt ngân một cái huyết đồ điệp hai cái này đại khái là cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương tránh ở trong đám người coi như còn đến gần tu chân giả nhà quả thật không có người nào sẽ hoài nghi nơi này nhất là bọn họ che giấu công pháp còn lô hỏa thần thanh đáng tiếc đụng phải kỳ quái hồng thự cùng với nhận huyết yêu đến xuất thần nhập hóa cảnh giới giang tả giang tả đi vào cũng không có cố ý che giấu khí tức cũng không có cẩn thận từng ly từng tí lại lớn như vậy phóng khoáng phương mở cửa đi vào hắn không sợ bên trong hai người phát hiện hắn bởi vì tu vi thượng áp chế để cho giang tả như thế nào đi nữa che giấu cũng không thể lừa gạt được bọn họ cho nên coi như lại ngu xuẩn huyết yêu, thấy một cái một, bốn tu sĩ đưa tới cửa, cũng sẽ không bị sợ chạy. Mà lúc này bên trong hai người lại ngoài ý muốn hoảng, lão lục làm sao bây giờ? Trốn không trốn, huyết liệt ngân hốt hoảng nói. Không biết, người gần đây không phải là tự xưng là thông minh hơn người sao? Hắn có phải hay không là tới hỏi tội? Chúng ta hại chết như vậy đồng báo. Huyết đồ điệp sợ hãi đạo, không sai, bọn họ là sợ hãi bởi vì giang tả ở huyết yêu đại trận đi ra hai bọn họ cũng không đi ra lọt nhịp bước mặc dù không thấy tận mắt giang tả nhưng là người ta huyết yêu hội họa năng lực mạnh trong thời gian ngắn liền đem hết thầy quá trình cho trả lại như cũ bây giờ chính là huyết đồ điệp với huyết liệt ngân đều cho rằng đối phương là siêu cấp lớn lão nếu như đối phương không phải là siêu cấp lớn lão ai dám dùng một bốn tu vi quang minh chính đại đi tới khi hắn không biết nơi này có huyết yêu làm sao có thể bên ngoài trận pháp cũng trực tiếp bị hắn không nhìn đây rõ ràng là hưng sư vấn tội tư thế huyết liệt ngân cắn răng một cái trốn chờ chúng ta khôi phục trở về nữa cùng lắm vĩnh viễn không đi trở về chúng ta lại không ngốc đến đâu không thể xưng bá nhất phương lại dùng huyết độn rất đau đớn không cần ngươi có nắm chắc trốn sao lúc này huyết liệt ngân lại nói chờ một chút ta lưu ít đồ cho hắn tốt nhất bỏ đi hắn lại tìm chúng ta ý tưởng huyết đồ điệp gật đầu dù sao đối phương có thể tìm được bọn họ một lần tự nhiên có thể tìm được bọn họ lần thứ hai nhưng mà bọn họ không thể nào nhiều lần cũng có thể huyết độn rời đi lúc này giang tả mới vừa đến giữa cửa sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra trong tay hắn chơi lấy tiền xu không lo lắng bị đánh lén hai cái trọng thương ngã gục huyết yêu mà thôi, tuy nói lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Nhưng là giang tả lại không theo chân bọn họ so lớn nhỏ, chẳng qua là khi giang tả đi vào thời. Điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, bên trong ngay cả cái bóng người cũng không có. Giang tả cau mày kiểm tra bốn phía, nhìn hồng thự đạo, vừa mới bọn họ vẫn còn ở chứ, hồng. Thự gặm bình quả, cũng không quay đầu lại kết một tiếng, giang tả đại khái là hiểu nó ý tứ giang tả lại một lần nữa kiểm tra nhà đây là một hơi cũ kỹ nhà bên trong có chương phá toái cái bàn gỗ ánh mặt trời chiếu xuống ở trên bàn có thể thấy cho bụi ở khắp nơi lơ lửng lúc này giang tả cảm giác mặt bàn có vật gì chớp lên một cái khi hắn đi tới thời điểm phát hiện mặt bàn viết không ít huyết tự cộng thêm còn có hai quả chiếc nhẫn màu đỏ ngòm huyết thư huyết yêu đại tiền bối chúng ta tự biết nghiệp chướng nặng nề xin tiền bối thứ tội cho tộc ta đồng bào chúng ta cần lưu lại hữu dụng khu đợi đến thương thế khôi phục định hướng thánh địa lấy lại công đạo đến lúc đó trở lại tự mình đến hướng tiền bối xin tội trưởng lão tín vật cũng tự mình trước do tiền bối bảo quản đợi đại thù được báo sinh tử toàn bằng tiền bối xử lý huyết yêu huyết liệt ngân huyết đồ điệp lưu giang tả đại tiền bối nói là hắn bởi vì đi huyết yêu đại trận chuyện giang tả không khỏi lắc đầu hắn là nên cảm thấy hai huyết yêu cơ chí đâu rồi hay lại là ngu xuẩn đây bất quá chạy cũng chạy giang tả cũng không làm gì được bọn họ sau đó giang tả đưa ánh mắt đặt ở hai cái nhẫn thượng trưởng lão tín vật có lẽ hữu dụng thu hồi chiếc nhẫn giang tả lại tra tìm một vòng chắc chắn không có thứ gì sau hắn mới rời khỏi sân két lần này hồng thự là không có ăn mới kêu thua thiệt giang tả cao hứng xuống sau đó giang tả rời đi sân nơi này chuyện cũng không có người nhận ra được nếu như không phải là hồng thự chính là giang tả đang không có đến gần dưới tình huống sẽ không biết có huyết yêu ẩn thân nơi này chờ giang tả đi xa một chút sau phát hiện có một nhóm người hướng sân nhỏ phương hướng đi thánh địa người bọn họ đi bắt huyết yêu giang tả hiếu kỳ sau đó tại chỗ nhìn một chút phát hiện bọn họ thật hướng huyết liệt ngân bọn họ sân đi bọn họ làm sao biết nghi ngờ chốc lát giang tả liền thư thái hắn thấy cái đó nằm vùng ha ha chẳng qua là không biết cái này nằm vùng là đưa đồ bổ đi vẫn là có ý định mượn đao giết người sau khi giang tả liền không chú ý tới hắn nữa môn những người này có thể chết hay không ở trong trận pháp giang tả căn bản không để ý chỉ cần tô kỳ không có ở đây là được chẳng qua là lại đi không bao lâu. Hắn cũng cảm giác được cường đại sóng linh khí, loại cường độ này. Nói ít có tứ giai đỉnh phong, được, hắn có thể xác nhận. Cái đó nằm vùng muốn mượn đao giết người. Nói như vậy, chính mình lại đang trời xuôi đất khiến xuống. Giúp huyết liệt ngân với huyết đồ điệp. Chương 100, không giúp tây môn linh lung. Giang tả phát hiện, hai người kia thật đúng là mệnh không có đến tiệt lộ bất quá cái đó nằm vùng lưu quá lâu cũng là kẻ gây họa có thời gian giang tả dự định đi viếng thăm xuống mà thánh địa bên kia rất nhanh thì nhận được tin tức tĩnh nguyệt bất đắc dĩ nói sư phụ đối phương chạy bất quá hình như là bị một vị huyết yêu đại tiền bối dọa cho chạy người nói hắn có thể hay không ở chúng ta trên đường trở về đánh lén chúng ta nguyệt tịch vẫn nằm ở trên giường không cách nào mở miệng ngôn ngữ nàng càng ngày càng muốn lộng chết đã biết tên đồ đệ mình biết rõ mình có ý thức nhưng là nói không nói gì còn thế nào cũng phải tìm mình nói chuyện tô kỳ không vui đạo ta không muốn trở về ta đều thành niên hơn nữa cũng lập gia đình còn kém sinh con làm gì còn phải tham gia tế tự tĩnh nguyệt đạo trừ bị thánh nữ ở lần thứ hai tiền cử thánh nữ thời điểm mới có thể về hưu đây là cứng nhắc quy định ngươi cũng không phải không biết tô Kỳ nhìn tĩnh nguyệt đạo, sư tỷ đánh coi là lúc nào về hưu. Tĩnh nguyệt suy nghĩ một chút, nếu là không chết yểu lời nói, đợi thêm 500 năm, tô. Kỳ tuyệt vọng, kia giang tả cũng phải có thể sống 500 năm, cho dù có nàng hỗ trợ. Cũng nhiều lắm là sống hai ba trăm năm, người bình thường thêm tuổi thọ, nào có dễ dàng như vậy. Vậy ngươi nói lần trước sư phụ dự định giúp ta xin nghỉ, chuyện này có rơi sao, cái này ngươi được hỏi sư phụ, ngươi hỏi đi, sư phụ liền ở bên người, nguyệt tịch tô. Kỳ, nàng cảm giác mình sư tỷ gần đây là không tính sống. Sau đó tô kỳ nhớ tới cái gì, lập tức nói, sư tỷ cái đó chăm dài. Ta nghe tiểu mặc các nàng nói, người này là cái huyết yêu nằm vùng. Tốt nhất đề phòng xuống. Tĩnh Nguyệt nâng quay hàm hơi có chút thở dài nói, cái này ta cũng biết. Nhưng là phía sau hắn có người cho hắn bảo đảm, chúng ta không thể động hắn, tô. Kỳ hiếu kỳ nói, sư tỷ ngươi đang sầu lo sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu một cái, đúng vậy, thánh nữ trạng thái trọng thương. Bây giờ còn chưa khôi phục xong. Ta đã rất lâu không truyền trực tiếp, nghe nói ma tu bên kia cái đó ma nữ. Phen giá trị vượt qua ta, ta nhẫn không dưới khẩu khí này, Tô Kỳ. Sau đó Tô Kỳ cũng là chống cầm thở dài, ta nghĩ rằng với ta lão công chung một chỗ. Không muốn trở về, không nghĩ ra kém, tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, Nguyệt Tịch. Trở về thời điểm, Giang Tả đi ngang qua Thiên Hòa tập đoàn. Suy nghĩ một chút liền đi lên xem một chút có hay không ủy thác. Lúc này không nhận ủy thác cũng không có chuyện làm. Đến một cái vị trí của mình, Giang Tả liền mở ra trước cảm giác nhất hào bày. Vừa mới may ở chỗ này, trực tiếp để cho Lục Nguyệt tiết tìm người đưa thuốc tới. Tỉnh hắn còn phải tới một chuyến, chẳng qua là vừa đi vào. Giang Tả liền thấy bọn họ đang thảo luận đi thánh địa chuyện mặc ngôn tiên tử dựa vào cái gì ta không thể đi các ngươi xem thường ma tu đúng vậy chúng ta xem thường ma tu nhất là ma tu mặc ngôn xích huyết đồng tử phát một gặm băng côn hình ảnh không chút lưu tình nói lục nguyệt tiết trả lời xích huyết đồng tử đạo hữu nhắc nhở ngươi một chút mặc ngôn tiên tử ở ngươi tự chế băng côn bên trong thêm ít thứ ngươi tốt nhất chờ ăn trở về trên đường xích huyết đồng tử hóa đá tại chỗ hắn lập tức gõ điện thoại di động Mặc ngôn thêm cái gì? Tại sao ta không nếm ra, liễu? Y y, nghe Trung Dịch Dương nói, thêm cống ngầm dầu, trần. Ước một hàng chấn tinh, cống ngầm dầu bản băng côn. Ăn ngon không? Xích huyết đồng tử phát một táo bón biểu tình, nói thật thật khó khăn lấy mở miệng. Mùi này rất tốt, một chút dầu mỡ cảm giác cũng không có nếm ra, mặc ngôn tiên tử. Hải biên đao khách còn là nói nói thánh địa tế tự hoạt động đi lần này thánh địa phóng khoáng đại khái là mọi người hỗ trợ đánh huyết yêu duyên cớ chính là ta như vậy tán tu cũng có tư cách đi mặc ngôn tiên tử ta đây tại sao không thể đi lục nguyệt tuyết nói thẳng bởi vì ngươi không xuất lực đánh huyết yêu tiêu tiểu mặc phát một vui vẻ biểu tình chúng ta đều có thể đi nha nghe nói lúc tế tự sau khi đi câu cái cá cũng có thể phòng tu vi lần này chúng ta không thích đáng cá mạn. giang tả có chút kinh ngạc tế tự câu cá căng căng tu vi tốt như vậy chuyện nhưng là giang tả vẫn không thể đi hắn có chuyện mình hơn nữa phòng tu vi đối với hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn bất quá hắn đối với câu cá thật ngoài ý muốn đường đường thánh địa lại chơi đùa câu cá tu chân giả khi nào chả có loại này nhàn tình nhã trí không để ý những người này giang tả trực tiếp a còng lục nguyệt tiết tiên tử ra giá sau đó lại phát tấm bản đồ đi qua là hắn viết dược đơn giang tả vừa xuất hiện mặc ngôn liền lập tức hỏi phá hiểu đại lão hỏi ngươi chuyện này câu cá có cái gì không đặc thù pháp môn tỉ như trận pháp câu cá huyền học câu cá khắc kim câu cá tốt nhất có thể bách phát bách chúng cái loại này phá hiểu ngươi không phải đi không sao sau đó mặc ngôn an tĩnh nàng quên nàng đi không lục nguyệt tiết lập tức trở về phục phá hiểu đạo hữu ngươi thuốc là một lần so với một lần đắt lần này cần ba viên ngũ phẩm linh thạch. Đúng mặc ngôn tiên tử pháp môn thật tồn có ở đây không? Phá hiểu, ta trước mắt chỉ có thể huyền học câu cá, lời. Này để cho những người này không còn gì để nói, mặc ngôn càng là đau lòng. Thật là có loại này kỳ lạ câu cá pháp môn A, rất nhanh giang tả lại trở về câu, nhưng là... Ta không tính đi, mọi người. Sau khi giang tả sẽ không quản bọn hắn. Lục Nguyệt Tuyết đã để cho người đưa thuốc tới, cũng may thêm một bầy nếu không làm thuốc lại được lãng phí hắn một ít thời gian, lúc này Giang Tả mới có rãnh đi kiềm. Chào ủy thác, chờ Giang Tả mở ra thời điểm, một cái tìm cầu gợi ý hấp dẫn lấy hắn. Đi vào nhìn một cái, phát hiện mất tích chính là Đa Linh khuyển kỳ kỳ, sau đó Giang Tả nhìn một. Chút khen thưởng một viên tứ phẩm linh thạch, thật ra thì rất đắt, hơn nữa ủy thác bên trong. Chỉ cần biết tung tích liền có thể, hoàn toàn không cần động thủ đi bắt. Thông báo người thuê là được đương nhiên nếu như một viên tứ phẩm nếu có thể đổi một cái đa linh khuyền giang tả cảm thấy hắn sẽ đem trên người linh thạch trong nháy mắt xài hết giang tả thấy điều này tìm cẩu gợi ý hắn vẫn là rất cao hứng nhưng là hắn không có đi tiếp theo mà là lợi dụng áp liên lạc người thuê người thuê dĩ nhiên là tây môn linh lung một cái chân chó ta giúp ngươi tìm tới nó đây là nhiều như vậy ủy thác bên trong điều thứ hai đáng giá giang tả chủ động đi giao thiệp ủy thác mà bên ngoài tây môn linh lung đang không ngừng dùng bí pháp tìm kỳ kỳ nhưng là chẳng có tác dụng gì có nàng đều cuống cuồng muốn khóc kỳ kỳ ly ra mấy ngày nàng thật không nghĩ tới kỳ kỳ sẽ sợ đến như vậy sớm biết sẽ không nói lung tung lúc này điện thoại di động của nàng bên trong áp đột nhiên tới cái tin nàng nhìn một cái cả người cũng không tốt lại là này cái phá hiểu không có hắn nhà nàng kỳ kỳ cũng sẽ không mất tích, sau đó không chút do dự cự tuyệt. Nhận được cự tuyệt tin tức giang tả, lại gõ gõ bàn phím, ta nói rồi. Đa Linh khuyển giá cao nhất giá trị ở chỗ bày trên bàn. Người có nghĩ tới hay không, người lâu như vậy không tìm được nó là tại sao? Bởi vì nó rất có thể đã bị bày trên bàn. Hoặc là đang ở bầy trên bàn trên đường, ngươi không tìm được nó, nhưng là ta có thể. Ngươi có thời gian lãng phí, nhưng là không có nghĩa là đa linh khuyển cũng có thời gian. Ngươi cự tuyệt bỏ ra một chân, khả năng đem tước đoạt nó cả một con mạng chó, đúng ngươi đổi con. Cho tháo cái chân, ta sẽ không để ý, cho ngươi 30 giây cân nhắc, thấy tin tức Tây Môn linh lung. Rốt cuộc không nhịn được khóc. Huyên náo trên đường phố, nàng bóng người lộ ra đặc biệt không giúp Tây Môn linh lung cảm giác. Mình đặc biệt ủy khuất, nàng vì sao lại gặp tên ác ma này nàng chính là ra ngoài lịch luyện tại sao phải gặp lớn như vậy tội nàng nghĩ tưởng ba mẹ nàng nàng muốn về nhà cuối cùng tây môn linh lung đáp ứng